Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Holic Audio. Mời các bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Tác phẩm được mệnh danh Thanh Minh Thiên Hà Đồ của thể loại Tân Giang Hồ. Kiếm Hiệp Quyền 12 chương 2 nghe Con Mới Sinh, Hồi 1 Xuyệt, lại đây! Có thứ tốt cho ngươi! Này! Các ngươi đừng làm phiền nó, để nó chọn. Có rất nhiều tiếng ồn trong đại sảnh, mỗi người một câu, như thể đang có chuyện vui gì đó. Trong đám đông có hàng chục người chen chúc quanh một chiếc bàn tròn, nhìn chằm chằm vào một em bé nhỏ trên bàn. Đứa trẻ mới sinh này cũng không phải là ba đầu sáu tay, chỉ có khuôn mặt tròn trịa, trắng trẻo, bụ bẫm và hồng hào, nằm trên bàn đầy đồ đạc, vẻ mặt rất đờ đẫn. Bên trái phía trên bàn là bút nghiên giấy mặc, tứ thư ngũ kinh, bên phải là áo giáp kiếm gỗ, bình pháp quân phù văn võ đều có lại nhìn đến chiếc thước cân màu vàng chiếc bàn tính màu đỏ đặt ở giữa đều là những dụng cụ của thương nhân thường dùng sĩ nông công thương nho đạo tăng pháp có hàng trăm thứ lấp đầy bàn tròn cái gì cần đều có đứa trẻ mới sinh đặt mình trong đó ngây ngô nhìn đám đông đang cười đùa như thể không biết tại sao họ lại vây quanh mình đứa trẻ mới sinh kia cười ngây ngô bỏ về phía trước đột nhiên chạm vào một cây bút rồi thản nhiên cầm lấy cầm lấy cầm lấy đứa trẻ mới sinh giật mình khi nghe thấy tiếng la hét của đám đông ném chiếc bút lông đi lại bò về phía trước bên cạnh bàn một người thiếu phụ giận dữ cao giọng nói các ngươi làm ồn con trai ta vốn định nhặt bút tất cả đều do các ngươi dọa mọi người vội ngậm miệng lại trên mặt vẫn mang vẻ cười đùa đều nó mẫu tử liền tâm, là niềm vui hiếm có được, cho nên vào thời điểm chọn đồ vật đoán tương lai, chẳng trách bà lại lo lắng cho con trai mình. Cổ xưa có tục lệ, trẻ mới sinh một tuổi là lúc, cha mẹ tôn trường liền sẽ làm lễ chọn đồ vật đoán tương lai, để xem đứa trẻ mới sinh vui vì điều gì, cũng để hiểu rõ tương lai đứa nhỏ này sẽ có được thành tựu gì. Vào thời điểm này, phong tục dân gian Trung Quốc tập trung vào văn học, trong đó đặc biệt chú trọng đến thân phận công danh, vì vậy, tại thời điểm chọn đồ vật đoán tương lai, cha mẹ đều mong con của mình có thể nhặt được văn phong tứ bảo, để có thể có được điểm tốt vận may. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào đứa bé, nhìn không chớp mắt. Đứa trẻ trông thật ngây ngốc khi bò vào giữa bàn, một đường xuyên qua bút nghiên giấy mặt lại đều làm như không thấy. Đột nhiên đứa trẻ nhìn thấy một chiếc yếm phụ nhân, nữ nhân đã có chồng, tựa hồ có chút tò mò, dừng lại cúi đầu nhìn xuống thiếu phụ kia như gặp phải kẻ địch mạch sợ con trai mình sẽ dỗi tay lấy đi lập tức xua tay hét lên đừng chạm vào thứ đó mau tránh ra đứa trẻ nghe thấy tiếng kêu to của mẫu thân ngược lại cười vui cầm chiếc yếm trên tay mình dường như muốn mặc lên thiếu phụ kia thấy cử chỉ của con trai mình nhất thời kêu thảm thiết một tiếng cả kinh nói không được không được lấy thiếu phụ kia nước mắt lưng tròng sắc mặt trắng bệch mọi người xung quanh không quan tâm, sôi nổi cười nói, thục tỷ, chúc mừng tỷ. Đã sinh được một lãng tử phong lưu. Thiếu phụ thục tỷ kia che tai kêu to, không tính. Không tính, thứ ma quái này là ai bỏ vào? Sao lại có người thiếu đạo đức như vậy? Một người cười khúc khích, đi ra từ trong đám người, áy náy nói, xin lỗi, yếm này là ta ném vào. Thục tỷ quay đầu lại thấy người này ước chừng khoảng hai mấy tuổi, môi hồng răng trắng bộ dáng tuấn tú đúng là biểu đệ dương thiệu kỳ nàng càng nghĩ càng giận thoáng chốc khóc lên tiếng thiệu kỳ ta và đệ có thù gì tại sao đệ lại đối xử với cháu trai của mình như vậy đệ làm biểu cữu như vậy sao dương thiệu kỳ sắc mặt xấu hổ vội khụ một tiếng nói ta chỉ là thấy trên bàn tất cả đều là sách vở nhất thời tò mò điền thả đồ vật khác vào không ngờ không ngờ tới bên cạnh một người tiếp lời nói, không ngờ đứa trẻ này còn nhỏ lại lợi hại như vậy, đã là một đứa con lãng tử. Mọi người nghe vậy lại bật cười. Thục tỷ dựa vào ngực một nữ nhân bên cạnh mà khóc, dì hai, biểu đệ bắt nạt con trai con, người phải giúp con phân xử. Nói dừng chân giận ngữ, không muốn thuận theo. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp cao mày, nhìn Dương Thiệu Kỳ, lắc đầu thở dài, nhìn xem con, thật không có nửa điểm đàng hoàng sao không học theo ca ca của con? 20 tuổi đã đỗ tiến sĩ, còn con lại bướng bỉnh như vậy. Dương Thiệu Kỳ nghe mẫu thân trách cứ, biết không nên nhiều lời nữa, lập tức thè lưỡi, hướng về phía thiếu phụ kia nói, thục tỷ, là ta sai rồi, cái yếm này đưa cho lệnh lang, xem như nhận lỗi, tỷ có chịu không? Mọi người nhìn lên đứa trẻ kia, thấy nó thực sự đã chung chiếc yếm lên người mình, thục tỷ nhìn trò hề của con trai, càng khóc lớn hơn. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp có chút tức giận, nói, còn dám ba hoa. Không tập trung học cho tốt. Chờ cha con trở về, xem phạt con như thế nào. Sau đó lập tức thấp giọng an ủi, mong cháu gái đừng khóc nữa. Thấy biểu tỷ khóc mãi không ngừng, Dương Thiệu Kỳ cũng biết tai họa nghiêm trọng, hắn khụ một tiếng, tiến lên khuyên nhủ, "Thục tỷ đừng khóc nữa." Cái chọn đồ vật đoán tương lai này cũng không chính xác, tỷ đừng coi trọng chuyện đó." Thục tỷ kia tức giận nói, bản thân đệ là đại quan tiến sĩ, đương nhiên không thèm để ý, lại đem con trai ta biến thành. Biến thành? Nàng cũng không biết nên nói cái gì, liếc nhìn con trai mình, chỉ thấy nó đang hưng phấn nghịch cái áo lót của nữ tử, không khỏi bật khóc lần nữa. Dương phu nhân vội vàng an ủi, "Đừng khóc, Thiệu Kỳ nói không phải không có lý." Chọn đồ vật đoán tương lai thật sự không chuẩn. Con có biết lúc nhỏ Thiệu Kỳ lúc nhỏ đã bắt được cái gì không? Thục tỷ nước mắt lưng tròng, tức giận nói, hắn đọc sách giỏi như vậy, còn có thể bắt được cái gì nữa? Không phải cán bút hoặc là sách vở, còn có thể là cái gì khác sao? Dương phu nhân khẽ mỉm cười, nói với quản gia, "Lão thái, lấy chiếc dương gỗ đó tới." Không lâu sau, lão thái quản gia kia vội vàng di chuyển một chiếc dương gỗ đến, trân trọng đưa đến trước mặt dương phu nhân. Mọi người trong lòng tò mò, đều đang chờ xem. Dương phu nhân khẽ mỉm cười, lấy một vật từ trong dương ra nói, Thục Nhi, con mở mắt ra xem, đây là cái gì? Thục tỷ kinh ngạc kêu lên, rỗi tay tiếp nhận, đó là một mặt mèo bằng gỗ, là mặt nạ kinh kịch được trẻ em dùng để chơi. Dương phu nhân cười nói, năm đó thiệu kỳ nhặt cái gì tốt không nhặt lại nhặt cái mặt nạ mèo cha nó nhìn thấy liền tức giận muốn đánh quản gia đi tới cười làm lành nói không đúng sao năm ấy lão gia tức muốn học máu nói trong nhà lại có con hát muốn đánh chết thiếu gia may mà phu nhân mắt sắc vừa thấy trên mặt mèo có cái bát quái ấn ký nhận ra mặt nạ của đồ đệ khương duy của gia cát lượng nhanh chóng nói với lão gia tiểu thiếu gia của chúng ta mới không bị đánh." Thục Tỷ ồ lên kinh ngạc, nhìn trái nhìn phải cái mặt nạ, thoáng chốc nín khóc mỉm cười, liếc mắt nhìn Dương Thiệu Kỳ nói, nhìn không ra, đệ là đồ đệ của gia cát lượng." Dương Thiệu Kỳ lắc đầu cười nói, "Đừng giễu cợt ta, sư phụ của người ta là ngọa long, sư phụ ta là một lão học giả." Sao có thể so sánh? Hắn dừng một chút, mỉm cười lại nói, "Chỉ là nói đến kỳ quái." Tuổi càng lớn, lại phát hiện mình thích ca hát. Mọi người có muốn nghe ta hát một đoạn không thành kế không? Mọi người hò reo trầm trồ khen ngợi. Dương Thiệu Kỳ dỗi hai ngón tay, dỗi thân mình, thả ra dáng người, khuôn mặt hắn tuấn tú, bộ dáng thập phần xinh đẹp. Dương Phu Nhân liền ngăn lại, nhíu mày nói, không được hát. Cha con mới nói xong, sao lại đã quên? Mọi người vừa nghe liền biết Dương Viễn Gia Giáo nghiêm khắc, không thích con trai út trầm mê bằng môn tà đạo quả nhiên thấy dương thiệu kỳ thở dài gật đầu nói được rồi không hát thì không hát cũng không sao cả vẻ mặt trong sáng hiện lên chút cô đơn dường như có chút thương cảm dương phu nhân khẽ mỉm cười nói đây mới là bảo bối của mẹ bà vừa nói vừa cầm tay hắn ý bảo hắn không nên khó chịu đúng lúc này cửa đột nhiên mở ra có người hồi phủ Lúc này trời đang mưa to, tất cả người nhà vội vàng mở ô đón, tiếng bước chân lộn xộn, một người đi vào trong viện, tất cả khách trong đại sảnh đều nhìn lại, chỉ thấy một nam tử mặc quan phục, bước đi chậm rãi, nhìn vào đôi mắt tuấn tú thông minh của hắn, tay phải cầm chiếc dù. Là dương gia đại thiếu gia đã trở về. Thục tỷ năm nay 23, tuy nói sớm đã xuất giá sinh con, nhưng lúc này vừa thấy biểu ca đi vào trong viện, vẫn không khỏi đỏ mặt tim đập thình thịch, có chút bùi ngùi. Nàng nhìn Dương Phu Nhân, thấp giọng hỏi, gì hai, túc quan biểu ca làm quan lớn như vậy, mọi người đều gọi huynh ấy là lang trung phong lưu, huynh ấy, lúc chọn đồ vật đoán tương lai đã lấy thứ gì? Dương Phu Nhân nhíu mày nói, cái gì phong lưu lang trung, đừng gọi nó bằng ngoại hiệu này, ta không thích chút nào. Thục tỉ đỏ mặt lên, trong lòng ngược lại sinh ra hy vọng, vừa rồi con trai cầm phải cái yếm, tám phần là nhân vật phong lưu, nếu về sau lớn lên có được một nửa anh đĩnh kiệt xuất của Dương Túc Quan, người làm mẹ như nàng đã thực sự hạnh phúc. Nàng nắm tay dì hai, lại hỏi, dì mau nói xem, lúc nhỏ Túc Quan biểu ca lấy được thứ gì? Dương phu nhân không khỏi muộn phiền, mở dương gỗ ra lần nữa, trong hộp chỉ có một cuốn sách là luận ngữ của khổng tử, không có gì khác. Thục ỉ kêu lên, lấy cuốn sách ra nói huynh ấy huynh ấy đã lấy cuốn sách này sao thục tỷ thản nhiên lật qua chỉ muốn bình luận vài câu đột nhiên có thứ gì đó từ trang kẹp rơi xuống vật này rất nhỏ sắp rơi xuống đất quản gia ở một bên sắc bén vội vàng nhặt đồ lên tay dương phu nhân lộ ra vẻ do dự nhanh chóng lấy cuốn sách lại sau đó lấy đồ từ tay quản gia rồi cất cuốn sách lại cẩn thận Thục tỷ ở bên nhìn thì thấy vật đó có hình tròn, ước chừng to bằng móng tay, giống như một chiếc cúc vải, lòng đầy tò mò nên muốn hỏi vài điều, nhưng xem mặt đoán ý, thần sắc gì hai dường như không vui. Thục tỷ tâm sinh cảnh giác, vội đem lời nói nốt trở về. Không biết ai đã nói, nếu nữ nhân gặp thời loạn, thì việc quan trọng nhất là tìm một lang chung như ý, để tìm cho mình một mái ấm êm ấm nếu không được thì điều tốt nhất tiếp theo là tìm một nam nhân cao thượng tử tế làm tròn đạo nghĩa nữ nhân Trinh Thục Hiền thục những lời này đối với vu Thị mà nói chính là hình dung về cả một đời của bà đã nhiều mấy chục năm gả cho đại học sĩ Dương Viễn trước đây khi gia đình cực kỳ nghèo khó vu Thị ngậm đắng nốt cay bán ra dê kiếm sống cuối cùng năm đó kết bạn được với Dương Viễn Phong lưu phóng khoáng ngày sau hai người kết hôn hai con thành tài rốt cuộc khổ tận Cam lai đặc biệt con trai cả còn là một lang trung phong lưu nổi danh xa gần, là niềm ghen tị hiền thê lương mẫu khắp thế gian. Nhân sinh đến tận đây, còn có thể đòi hỏi điều gì nữa? Bất quá là những lời này sao? Dương phu nhân trong lòng nghĩ như vậy, khóe miệng mỉm cười, vén tóc cho con trai, hai mẹ con ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, ánh mặt trời chiếu tới, hai người giống nhau da sáng như tuyết, giống nhau mũi cao thẳng thanh tú khiến người khác nhìn vào liền biết bọn họ là mẫu tử là một cặp mẫu tử đẹp nhất trên đời. Dương phu nhân nhìn đứa con trai yêu quý của mình trong gương, so với đệ đệ, Dương Túc Quan có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều, khi cúi đầu suy nghĩ, càng lộ ra sự thông minh. Nam nhi như vậy, sao có thể không khiến nữ nhi khác để ý. Dương phu nhân tràn đầy dịu dàng, hôn nhẹ lên má con trai yêu quý rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Vừa rồi thục viện hỏi, không phải mấy ngày trước con cùng bên cạnh Cố tiểu thư sao? đang êm đẹp tại sao nàng lại đính hôn với người khác. Dương Túc quan khụ một tiếng nói, mẫu thân đừng nghĩ nhiều, cố tiểu thư là ái nữ của quan trên, ngày thường ân cần hỏi han nàng là chuyện bình thường, hài nhi tuyệt đối không có dụng ý khác. Dương phu nhân cười nhạt, lắc đầu nói, đừng nói đến đại công vô tư quan trường văn chương. Cha con không ở đây, đừng nói những chuyện đó với mẫu thân. Bà rót một tách trà nóng, đưa đến miệng ái tử, đút cho hắn uống một ngụm hỏi, "Quan quan, nói cho ta biết, con có ý trung nhân nào không?" Dương phu nhân xuất thân giang nam, ăn nói nhẹ nhàng, dù con trai bà có làm quan lớn thế nào hay bao nhiêu tuổi, chỉ cần không có ai ở bên cạnh, bà vẫn sẽ gọi con trai bằng nhũ danh. Hai chữ quan quan, thứ nhất thanh cao, thứ hai là ngắn gọn, càng thân mật gấp bội. Dương Túc quan không để bụng, tiếp nhận chén trà, lắc đầu nói, mẹ yên tâm, con đã 20 rồi, chuyện gì không xử lý được. Chuyện hôn sự không cần mẹ phải nhọc lòng. Dương phu nhân liếc xéo hắn một cái, mỉm cười dịu dàng nói, con đó, từ nhỏ đọc sách luyện thi, luyện võ làm quan, đều do cha con quản, mẹ không còn việc gì khác đương nhiên sẽ lo lắng việc hôn sự của con. Bà chải tóc cho con trai một chút rồi nói, chuyện tam cữu đề cập lần trước, ý của con thế nào? Dương Túc Quan đặt tách trà xuống, gật đầu nói: "Cũng được, theo ý của cựu cữu, mời biểu muội Thục Ninh tới nhà một chút." Dương phu nhân rất vui mừng, ôm cổ Ái Nhi cười nói: "Thục Ninh ngoan ngoãn như vậy, mẹ sớm đã có ý tác hợp. Chú ba của con đã nhắc đến chuyện này với ta mấy lần, ta sợ con không vui sẽ không bao giờ đồng ý." Khi cả hai đang kể chuyện thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một lão giả bước vào với vẻ mặt nghiêm túc khác thường. Dương phu nhân buông con trai ra, vội đứng sang một bên, cách xa con trai mình. Dương túc quan rũ nhẹ áo choàng, đứng dậy, khom người trước lão giả kia, kêu, cha. Người tới ước chừng 50 tuổi, tuy quá nửa trăm, bộ dáng vẫn thập phần thanh tú, chính là ngũ phụ đại học sĩ Dương Viễn, cha của phong lưu tư lang trung. Dương Viễn cầm ghế ngồi xuống, bưng chén trà lên, liếc nhìn phu nhân rồi ra hiệu cho bà đi ra ngoài dương phu nhân biết phu quân có chuyện muốn nói với nhi tử nên không dám ở lâu quay người rời khỏi phòng dương viễn khí định thần nhàn cầm chén trà lên nhấp một ngụm như đang thưởng thức hương thơm trong miệng dương túc quan ở một bên nhìn nhưng lại đứng yên thấy hắn đang nhìn thẳng về phía trước không giống ngày thường thong dong tiêu sái nghĩ đến quy củ dương gia vô cùng nghiêm ngặt thật lâu sau dương viễn cuối cùng cũng đặt tách trà xuống nhìn đứa con trai yêu quý của mình rồi nói nhân sinh trên đời tập văn luyện võ sở cầu vì sao dương túc quan cúi đầu xuống đáp không cầu gì khác nỗ lực phấn đấu mà thôi dương viễn tỏ vẻ rất tán thưởng nói việc đối xử với mọi người trong nhà xử lý việc quan trường cái gì là quan trọng nhất dương túc quan nhẹ nhàng thở dài đáp phụng sự cha như bệ hạ phụng dưỡng mẫu thân một cách hiếu thảo lấy tài cầu quan không mê đắm trong quyền thế. Dương Viễn vỗ tay mỉm cười nói, "Tốt lắm. Không hổ cha nhiều năm khổ tâm dạy dỗ." Dương Túc Quan khom người nói, "Túc Quan không dám quên phụ thân dạy bảo." Dương Viễn lại nheo mắt uống một ngụm trà, nói, "Cha từ nhỏ đã nghiêm khắc với con, tất cả đều là vì tiền đồ của con, con phải kiên nhẫn một chút." Nói rồi đứng dậy nắm chặt bàn tay Dương Túc Quan, hai cha con đều gầy gò, cao ngang nhau, Dương Túc Quan bị nhìn gần bởi ánh mắt của phụ thân, lại có chút không được tự nhiên, lập tức quay đầu đi, không muốn đối diện. Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn hiện lên một nụ cười, nhưng biểu tình có chút cứng ngắc, tựa như muốn ngừng thở. Dương Viễn nhìn vẻ mặt của hắn, đột nhiên mỉm cười, chậm rãi thả tay ra, nói, người từ nhỏ đã thay cha xuất gia ở Thiếu Lâm Tự, 18 tuổi mới trở lại Kinh Thành, khó trách chúng ta khác biệt với những phụ tử bình thường khác. Dương Túc Quan cúi đầu nói, Nhi từ giờ cũng 2526 tuổi, sớm đã trưởng thành, không còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện nữa, mong cha đừng lo lắng. Dương Viễn khẽ gật đầu, tiến lên một bước, đóng cửa sổ lại. Thoáng chốc giơ tay đập mạnh xuống bàn, quát lên, con còn nói con hiểu chuyện. Rốt cuộc có chuyện gì giấu ta? chén trà không chịu chấn động, lập tức lăn xuống gầm bàn, vỡ tan từng mảnh. Cảnh tượng chuyển biến bất ngờ, Dương Túc Quan tuy là người trầm ổn lão luyện, nhưng trên mặt vẫn hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức giơ hai tay hất ngược về sau ba thước, tâm pháp sư môn đã tràn ngập toàn thân. Đột nhiên nhớ tới người trước mặt chính là cha mình, cũng không cần phải đề phòng như vậy, a à vội buông đôi tay, điều hòa hơi thở, đáp lời nói, Quan Nhi không dám giấu cha điều gì thỉnh cha bớt giận. Dương Viễn lạnh lùng thốt, túc quan a hát túc quan, cha con cả đời đã trải qua bao nhiêu chuyện, đã thành mũ phụ đại học sĩ. Trong lòng con có ẩn giấu điều gì, con muốn giấu ta sao? Dương túc quan nghe xong không khỏi kìm lòng chấn động, chắp tay cúi đầu, chỉ là không nói một lời. Dương Viễn bình tĩnh lại, tiến lên một bước, đối mặt với đứa con trai yêu quý của mình, lạnh lùng nói, từ lúc con bắt đầu làm việc cho Liễu hầu gia, cha nể mặt hầu gia không quá quản con chuyện gì, con có biết tại sao hôm nay cha lại tức giận như vậy? Dương Túc quan thở dài nói, bởi vì hắn rất quan trọng. Dương Viễn gật đầu, được rồi, con cũng biết, hắn rất quan trọng, cho nên cha phải hỏi con. Ông dừng lại một chút, giọng điệu và vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Nói cho cha, hắn ở đâu? Dương Túc Quan nhắm mắt lại, lắc đầu nói, Hải Nhi mới vừa nói qua, hôm đó không tìm thấy, hắn. Dương Viễn tức giận hét lên, không tìm thấy, hắn. Ngày ấy rõ ràng con đuổi tới đại trạch tần ra, sao không tìm được người? Túc Quan á hát Túc Quan, tiểu tử con đang nói dối, con phải biết con giấu được liễu ngang thiên lại không thể gạt Dương Viễn ta. Nói đến tức giận, giơ cao bàn tay, chuẩn bị tát xuống mặt ái tử dương túc quan không đỡ không tránh chỉ ngẩng đầu lên trời hai mắt nhắm nghiền nhìn thấy bàn tay sắp đánh xuống dương viễn chợt tỉnh lại ông dừng lại đặt tay lên vai con trai thở dài xin lỗi cha nhất thời nóng vội bệnh cũ lại tái phát vì mẹ con đừng trách cha được không một trận bóng ma hiện lên trước mặt dương túc quan nói cha hải nhi đối với người luôn là nói gì nghe đó tuyệt đối không bao giờ lừa gạt. Dù hôm đó con vội vàng chạy tới nhưng không tìm thấy bóng dáng người đó. Hắn thở dài, lắc đầu nói, cha, Hải Nhi dù cho bản lĩnh lớn cỡ nào, cũng không biết hắn đi đâu. Nếu cha không tin, con cũng không còn cách nào cả. Dương Viễn nghe vậy, sắc mặt trở nên lạnh lung cứng ngắc, nếu ánh mắt không nhúc nhích một chút, hẳn sẽ giống như một pho tượng đá. Một lúc lâu, Dương Viễn hít một hơi thật sâu nói, được rồi, con đã nói như vậy, cha sẽ tin con. Chuyện này dừng ở đây. Nói xong, nắm tay ái tử lộ ra vẻ mặt hiền từ. Dương túc quan khom người nói, đa tạ cha. Hắn lảng tránh cái bắt tay của phụ thân, quay người sang một bên, cúi xuống đứng bên cạnh ông. Quyền 12 chương 2 nghe con mới sinh, hồi 2 dương viễn thấy con trai gương mặt khó coi nên vỗ vai an ủi ông bước lại sang một bên nhấp một ngụm trà rồi nói đừng nói chuyện đó nữa tối hôm qua linh âm hòa thượng đến phủ tìm con rốt cuộc là có chuyện lớn gì dương túc quan đưa mắt nhìn về một bên nhẹ giọng nói thiên tuyệt sư tôn ủy thác sư huynh truyền tin muốn con trở về thiếu lâm một chuyến thương thảo thế cục triều đình dương viễn lộ vẻ mặt bội phục gật đầu nói thiên tuyệt đại sư là người ngoài cuộc còn có thể lo trước nỗi lo của thiên hạ thật là quá tốt ông khẽ mỉm cười nghiêng đầu nhìn con trai nói mấy ngày nữa là mừng thọ mẹ con trong nhà có việc con đi sớm về sớm cũng có thể giúp cha chuẩn bị mọi việc dương túc quan gật đầu nói hải nhi biết mong cha đừng lo lắng dương viễn khẽ mỉm cười hồi lâu sau mới chậm rãi đứng dậy chuẩn bị rời đi Dương Túc Quan xưa nay thản nhiên tự tại, nhưng trước mặt phụ thân luôn trước sau cung kính câu nệ. Hắn đi lên trước, đẩy cửa ra, khom người chờ. Đột nhiên, Dương Viễn dừng lại, nghiêng đầu mỉm cười, "Con trai, hôm qua ở trong cung cha thấy một tấu chương cơ mật, con có muốn biết chi tiết không?" Dương Túc Quan trong lòng dùng mình, khom người nói, "Cha yêu quý Quan Nhi, nếu người cho rằng Hải Nhi nên biết, nhất định sẽ chỉ điểm." lời này của hắn rất lợi hại không hỏi cũng không từ chối mà chỉ đẩy lời nói trở về dương viễn nghe xong lập tức mỉm cười gật đầu nói tấu chương này là về con con đương nhiên nên biết dương túc quan tuy rằng khôn khéo nhưng lúc này cũng không khỏi có chút ngạc nhiên hắn chỉ là quan viên ngũ phẩm không thuộc lục bộ thương thự cũng không phải nội các học sĩ không biết tại sao trong tấu chương này lại nhắc đến mình lập tức chỉ nhìn mong chờ phụ thân trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Dương Viễn nghiêng người ghé vào tai hắn thì thầm, hài tử, cuối cùng con cũng có thể xuất đầu. Liễu ngang thiên viết thư cho triều đình, nói bản thân bị bệnh nặng, không thể đảm nhận chức trách được nữa. Ông ấy dốc sức tiến cử, muốn hoàng thương thăng 12 cấp cho con, muốn con tiếp nhận vị trí trinh bắc đại đô đốc. Dương túc quan đầy mặt ngạc nhiên, giống như thiên lôi đánh vào đỉnh đầu, không nói nên lời dương viễn nhìn ái tử cười nói cốt lõi quốc gia nơi sinh tử không thể khinh thường con ngày sau cẩn thận một chút cha sẽ ở bên cạnh phụ trợ con biết không dương túc quan không chính diện trả lời quay đầu đi khom người nói cha đi thong thả đại học sĩ quay người rời đi đóng cửa lại sau lưng trong phòng chỉ còn lại ngũ phẩm lang chung không gian rất yên tĩnh không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác tất nhiên cũng không có ai đang nhìn trộm. Dương Túc quan rót một cốc nước, đang định uống, đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ tức giận, đập nát chén trà trong tay, len canh một tiếng vang lớn, chén trà trà đập vào tường, mảnh sứ bay tứ tung, kèm theo đó là vô số bọt nước bắn tung tóe, tất cả đều rơi xuống đất. Dương Túc quan ngồi phịch xuống ghế, lấy tay che mặt, trông rất mệt mỏi. Cảm thấy rất cô đơn, không ai tin tưởng hắn. Ánh nắng chiếu xiên vào sống mũi thẳng tắp của hắn. Dưới bóng tối khóe miệng khẽ run lên, có lẽ là bi thương, có lẽ là thương hại, có lẽ. Có lẽ ở đó còn có một tâm tình khác, là một màu sắc ngay cả chính hắn cũng không nhìn thấy được. Lại nói đêm đó mưa to, Tần Trọng Hải đốt lên khói báo động triệu tập huynh đệ năm xưa trở về núi, ngôn nhi nương sợ lửa tắt nên ở một bên canh giữ, nào biết Tần Trọng Hải thừa dịp hai người ở cũng một chỗ cầu hôn nàng dưới ngọn gió lửa. Ngôn Nhị Nương vừa xấu hổ vừa vui mừng, bị ép hỏi nên cũng đồng ý rồi. Tần Trọng Hải là người thống khoái, từ khi thổ lộ tình cảm liền coi Ngôn Nhị Nương như người yêu, từ đó không hề kiêng dè. Chỉ là Ngôn Nhị Nương không thể thẳng thắn như hắn, bình thường nàng rất điềm tĩnh khi ở cùng các huynh đệ, nhưng mỗi khi chỉ còn hai người, Ngôn Nhị Nương luôn cảm thấy khó xử mỗi khi vừa tỉnh dậy Tần Trọng Hải đã luôn coi bản thân là hôn phu của mình. Bất giác sẽ sinh ra cảm giác thẹn thùng xấu hổ của nữ nhi. Muốn nàng đi tới, nàng lại lùi lại, muốn hôn nàng thì cái tát lại đi ra, muốn đưa tay ôm thân thể mềm mại của nàng thì phi tiêu lại phóng tới. Thật khiến người giờ khóc dở cười. Từ khi phát khói báo động tới nay, tình thế trở nên cực kỳ nguy hiểm, quân mã của triều đình sẽ giết lên núi bất cứ lúc nào, nhưng có lẽ huynh đệ năm xưa niệm tình cũ sẽ đến kịp thời để giúp đỡ. Đám người tần trọng hải để thể hiện sự thành tâm, liền thay phiên đóng giữ chân núi, chờ huynh đệ cũ. Ngày này trời trong nắng ấm, ngoại trừ hạng thiên thọ ở lại trên núi, còn lại mọi người đều đến chân núi chờ huynh đệ. Cáp bất nhị và đào thanh thậm chí còn chuẩn bị rượu và món ngon, chỉ là đợi cả buổi sáng vẫn không có ai xuất hiện. Thấy đã gần trưa, ngôn nhi nương khẽ cau mày nói, Thật kỳ lạ, canh gác mấy ngày mà không có người qua lại, chẳng lẽ gió lửa không đủ mạnh sao? Tần Trọng Hải ngẩng đầu nhìn về phía phong hỏa đài, thấy ngọn lửa bay thẳng lên trời, uy lực mạnh mẽ, cho dù ở rất xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, hắn cười lớn, lắc đầu nói, ngọn lửa đủ vượng, sợ chỉ sợ là tình nghĩa đã quên. Ngôn Nhi Nương nghe hắn nói như vậy, không khỏi thở dài, nếu các huynh đệ thật sự bạc tình bạc nghĩa, lần nổi dậy này không khỏi kiếm củi ba năm thiêu một giờ, chờ binh mã triều đình đánh tới, sợ tổng trại này cũng không thủ được. Đang đang suy nghĩ, chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên, cáp bất nhị vui mừng khôn xiết, kêu lên, ai nói các huynh đệ bạc tình. Nhìn xem, bây giờ không phải có người tới đây sao? Hắn đầy mặt vui mừng, muốn đi ra trước chào đón. Đào thanh tóm lấy hắn, hoảng sợ nói, đừng vội, không chừng là binh mã triều đình tới cáp bất nhị nghe vậy kinh hãi vội vàng dừng bước nhấc gót nhìn ra ngoài chỉ thấy xa xa khói bụi giống như có quân mã đang tới vội vàng nhìn lại hắn nhìn thấy người đứng đầu mặc quân phục trên thắt lưng treo một con đao thẳng đúng như đào thanh dự liệu binh mã triều đình đã đến cáp bất nhị giật mình sợ hãi vội vàng nói làm sao bây giờ đại quân đánh tới chúng ta có nên chạy trốn không? Ngôn nhị nương hừ một tiếng, rút ra đao lá liễu, lập tức muốn tiến lên giết người. Tần Trọng Hải thấy bọn họ hành xử lúng túng, lập tức hụ một tiếng, nói, mọi người tạm thời đừng nóng nảy, chiếu theo quy củ dụng binh của triều đình, những người này hẳn là gián điệp, chỉ tới đây để kiểm tra tình thế. Để bọn họ tới đây, chốc lát ta có chuyện muốn hỏi. Tần Trọng Hải xuất thân liễu môn, tự biết triều đình dụng binh như thế nào, đám người ngôn nhị nương bị hắn ngăn lại, đành phải phải ngưng bước bất động, từng người canh giữ ở bên đường. Không lâu sau, quan quân cưỡi ngựa tới, thấy một đại hán ngồi ủi oải trên một tảng đá, bên cạnh còn có một mỹ nữ và vài tên quái nhân. Mọi người lúc đầu đều ngạc nhiên, sau đó hét lên, các người từ đâu đến? Ngọn lửa kia là các ngươi đốt. Cáp bất nhị muốn thể hiện nên lập tức nhảy tới, bắt chước bộ dáng của Tần Trọng Hải, đồng thời vừa hét vừa chửi. Mấy cậu tử các ngươi nghe cho rõ. Ta là cáp bất nhị của nộ thương Sơn, biết điều thì sớm cục đuôi chạy đi, ông nội còn tha cho các ngươi một mạng. Nghe cáp bất nhị nói lời hung ác, chúng quân sĩ hai mặt nhìn nhau, nhịn không được cười ha ha lên, thỏ con nhà ngươi cũng dám xưng là thổ phỉ nộ thương. Thật là buồn cười, quan quân cầm đầu thở dài, thật là hoang đường chúng ta huy động mọi người đi, lại gặp phải một kẻ điên, ai. Cũng thật làm cho cười. Trong tiếng cười mỉa của đám đông, cáp bất nhị vừa sợ vừa giận, chỉ biết chửi bới ở đó. Chúng quan quân vốn định xem kỹ tình thế, cũng là để lập chút công lao, nhưng khi thấy dưới chân núi chỉ có ba, năm binh sĩ vô danh tiểu tốt tụ tập, không khỏi cảm thấy mất hứng. Nghĩ đến kẻ vô tri nào đó cũng ngông cuồng mượn danh nộ thương sơn, học theo người khác lên núi làm phản. Tên cầm đầu thấy bận rộn vô ích, chỉ chửi rủa nhìn thấy ngôn nhi nương rất xinh đẹp, liền nghĩ đến quan trên tính tình háo sắc, liền nói, được rồi, chúng ta bắt nữ đạo tặc này về, cuối cùng cũng có thể báo cáo kết quả công việc. Mọi người đều đáp ứng, từng người xuống ngựa súng lại, một hán tử cao lớn kêu lên, tiểu nương. Người tên là gì? Ngôn nhi nương nghe thấy những lời nói khinh bạc của bọn họ, trong lòng giận dữ muốn điên, chỉ nghĩ ra tay giết người, lại nghe Tần Trọng Hải trầm giọng nói, nhị nương, nàng lui ra. Ngôn nhi nương nghe được giọng điệu sát khí của hắn, trong lòng dùng mình, biết Tần Trọng Hải muốn đích thân ra mặt nói chuyện, liền thối lui sang một bên chờ đợi. Tuy rằng lúc này Tần Trọng Hải đã tạo phản, nhưng trước đây hắn đã chinh chiến cho triều đình nhiều năm, người trong quân rất quen thuộc, ra tay nhiều ít cũng để lại chút lưu tình. Tuyệt nhiên không phải cuồng đồ gặp người liền giết, chỉ là những quan quân này đùa giỡn phụ nữ, phạm vào kiêng kỵ, Tần Trọng Hải chứng kiến đã có ý niệm muốn giết người. Hắn ngăn ở trên đường, trầm giọng nói, các ngươi thuộc cảnh vệ nào, trưởng quan là ai? Một quan quân nghe lời nói của hắn khẩu khí trầm ổn, dường như cũng là người của triều đình, không khỏi cả kinh, nói, người là ai? Tần Trọng Hải mặt mang sát khí, nheo lại mắt lạnh lùng thốt, cha mẹ ngươi không dạy dỗ ngươi sao? Phải xuống ngựa khi nói chuyện với người khác, mới không là vô lẽ. Cầm miệng, xuống ngựa, sau đó thông báo tên đi. Quan quân kia nghe lời nói khẩu khí của hắn, thẳng như trưởng quan giáo huấn cấp dưới, không khỏi cả giận nói, đồ khốn. Ngươi là thứ gì? Sao dám nói chuyện với ta như vậy? Tần Trọng Hải cười lạnh nói, muốn hỏi ta là ai thì tuân theo lệ cũ, câm miệng, xuống ngựa, sau đó tự báo họ danh, nếu không ngươi đùa dẫn nữ nhân, chiếu theo quân quy, nhất định sẽ bị xử trảm. Chuyến hành quân này có hơn 30 quan quân, nghe Tần Trọng Hải nói chuyện ngông cuồng lại thấy đối phương chỉ có 5 người, trong đó có một nữ tử, thật sự thế cô lực đơn, tất cả đều cười lớn chửi, tên ngốc này từ đâu ra? Thật sự là buồn cười. Ngôn nhị nương nhẫn nại không được, giận dữ nói, lớn mặt hắn là thống lĩnh đới đao tứ phẩm triều đình năm xưa, là sơn chủ của nội thương sơn hiện tại, tần trọng Hải, các ngươi nói chuyện cẩn thận cái miệng. Quan quân cầm đầu địa vị không cao, làm sao biết người trước mặt là mạnh tướng tần trọng hải dưới trướng liễu ngang thiên năm đó, hắn ngáp dài, cười nói, cái gì chủ nộ thương sơn? Chỉ là ba năm con cô hồn dã quỷ này, cũng dám xưng cái gì đại vương sao? Đám người nghe vậy lại lần nữa bật cười. Ngôn nhị nương vừa tức vừa hận, lập tức rút phi tiêu ra, lập tức liền muốn động thủ. Vào lúc này truyền đến một âm thanh trầm thấp, nhỏ giọng nói, nộ thương sơn, chủ là ai, ai là chủ nộ thương sơn. Thanh âm này dài và thê lương, lúc mới cất lên cũng chỉ ở xa xa, nhưng chỉ mấy câu sau, thanh âm đó lại càng ngày càng lớn, mọi người có mặt tại đây, bất kể là quan quân triều đình hay quần hào nộ thương, trong lòng đều là dùng mình. Mọi người quay đầu lại, giữa ban ngày, một người chậm rãi đi tới, trước sau có bốn người khiêng, một đại hán đầu bạc ngồi ngay ở giữa, hắn mặc áo choàng ngồi khoanh chân, giữa đầu gối có một thanh đại thiết kiếm, tuy rằng trầm mặc vô ngữ, nhưng một loại uy nghiêm tự phát xuất hiện, khiến người ta vô thức giật mình và rụt rè. Đám người ngôn nhị nương, các bất nhị thấy lão nhân đầu bạc, nhất thời gieo hò. Ngôn nhị nương vui mừng muốn tiến lên gặp mặt nhận người, nhưng đi chưa được mấy bước thì có người ngăn lại. Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy một người đang mỉm cười nhìn mình. Người đó mặc áo cả xa đầu chọc, dáng người khá nhỏ gầy. Chính là hòa thượng chỉ quan đã cùng nhau đến ô tư tàng thời gian trước. Ngôn nhị nương vui mừng nói, đại sư cũng tới. Chỉ quan khẽ gật đầu, kéo nàng sang một bên. Ngôn nhị nương không hiểu ông đang muốn gì, đang định hỏi, nhưng chỉ quan lại để ngón tay lên môi, ý bảo nàng im lặng. Ngôn nhị nương biết có điều gì đó khác thường nên im lặng đứng sang một bên quan sát biến đổi. Chúng quan quân kia thấy một lão giả đột nhiên đến, lúc đầu đều giật mình, sau thấy ông chỉ có mấy tên khiêng kiệu đi cùng, lại trở nên ngạo mạn, một quan quân cưỡi ngựa tiến tới chửi, lão già, ngươi sao ở đây? Tuổi như vậy rồi, không ở nhà chờ chết, còn tới đây náo loạn cái gì? Lão giả kia ngoảnh mặt làm ngơ, cục mắt xuống nói, ai là chủ của nộ thương sơn? Việc này lúc trước đã hỏi rồi, quan quân kia phỉ nhổ một tiếng nói, lão già. Ông nội ta là chủ nhân của nộ thương sơn, ngươi muốn thế nào? Lão già kia gầm lên một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt giữ tợn bộc phát. Quan quân kia thoạt đầu kinh hãi, nhưng nhớ tới bên ta người nhiều, lại lấy lại tinh thần cười nói, sao? Ông nội ta đây là chủ của nộ thương sơn. Ông nghe không phục sao? Quan quân kia đang cười mỉa, đột nhiên nghe thấy tiếng gió mạnh trên đỉnh đầu, ngẩng đầu lên thì thấy một thanh thiết kiếm chém về phía mình tựa như mây đen kéo tới. Quan quân kia cả kinh mặt cắt không còn chút máu, hắn thân mang song thương, thấy hắc ảnh qua đầu, vội đề thương ra chắn. Một tiếng nổ lớn vang lên, song thương và thiết kiếm tiếp nhau, lập tức bị cắt thành bốn mảnh. Quan quân kia còn chưa kịp khóc thét thì cả người và ngựa đã bị chặt thành một bùn lầy, máu bắn tung tóe khắp nơi, giật mình kinh hãi. Lão giả hít sâu một hơi, chuyển nhìn mọi người, lành lạnh nói, chủ nhân nộ thương sơn là ai? Ánh mắt đám người ngôn nhị nương, các bất nhị đối diện trực tiếp với lão giả kia, trong lòng đều cảm thấy khiếp sợ, nhất thời tất cả đều lui ra phía sau. Chúng quan quân thấy đồng bọn chết thảm nhất thời vừa tức giận vừa sợ hãi, quan quân cầm đầu cao giọng quát, cầu tặc điêu dân, dám giết hại mệnh quan triều đình. Mọi người chuẩn bị cũng tiễn, bắn chết người này. Mọi người cuống quyết đáp ứng, lập tức dương cung cải tên, một loạt âm thanh phát ra, vô số cung tên bắn về phía lão giả. Cơn mưa tên bay tới, lão giả lại là nhìn như không thấy, chỉ nghe hắn ngửa mặt lên trời giống to, ai dám tự xưng là chủ nộ thương sơn đứng ra cho ta. Hắn nhấc kiếm xoay chuyển một vòng, theo sau là một tiếng sấm rền vang lên, trong bụi khói, một màn cát từ mặt đất bay lên, cao tới mấy trượng, mọi người chưa bao giờ nhìn thấy hiện tượng kỳ quái như vậy, ẩm ý hét lên, ngựa hí vang, vô số mũi tên đâm vào màn cát, lần lượt rơi xuống đất, lão giả kia không ngừng chu lên giống như yêu ma. Một lúc lâu sau, tiếng huyết gió dừng lại, tiếng lộc cộc khắp nơi dày đặc như hạt mưa, màn cát kia cuối cùng lại rơi xuống mặt đất như một cơn mưa lớn. Mọi người đều kinh hãi nhìn quanh, chỉ thấy một đường rãnh sâu do thiết kiếm cắt trên cát, dài ngang một trượng, địch ta hai bên thấy uy thế bực này, mặt đều không còn chút máu, chỉ còn biết đứng đó thầm run rẩy. Nhìn thấy lão nhân kia giống như yêu quái, ai còn dám động mảy may, nói ra một chữ nửa câu. Lão giả mang mặt sát khí nhìn về quan quân cầm đầu, lạnh lùng nói, người tự xưng là chủ nộ thương sơn khi nói chuyện xoay người hạ kiệu đi về phía quan quân cầm đầu lão giả thân hình cao lớn ánh mắt sinh uy từng bước một tới gần giống như sắp ăn thịt người quan quân cầm đầu kinh hãi tự biết chết không có chỗ trôn vội vàng rơi xuống lưng ngựa hai đầu gối mềm nhũn ngã xuống chắp tay xin tha nói đại vương chuyện không liên quan đến tiểu nhân chúng quân tốt còn lại thấy thế cũng sợ tới mức hãi hùng khiếp vế, nhất thời toàn bộ lăn xuống lưng ngựa, chỉ lo quỳ xuống đất bất động, không bao lâu càng khóc nức nở thành tiếng. Ông lão kia ngạo nghễ bước tới, lạnh lùng nhìn đám người ngôn nhị nương, nói, ai tự xưng là chủ nộ thương sơn, đứng ra cho ta. Đám người đào thanh, cáp bất nhị muốn trả lời nhưng bị lão giả trừng mắt nhìn cảm thấy lạnh toàn thân nên nuốt lời nói trở về. Ngôn nhi nương dũng khí hào hùng, đang muốn tiến lên nói chuyện một người đã bước lên đằng trước trầm giọng nói bằng hữu có chuyện gì thì cứ nói với ta đừng làm phiền người khác người này khí độ trầm ổn vẻ mặt không có chút sợ hãi chính là tần trọng hải lão giả lành lạnh nói ngươi là chủ nộ thương sơn tần trọng hải khẽ mỉm cười nói ta không nhận đó là danh người khác phong cho không được chuẩn xác lắm lão giả trên mặt hiện lên tức giận Quát, cuồng vọng. Bỗng dưng hắc ảnh chợt lóe, có thứ gì đó đập xuống đầu, mọi người hét lên, cẩn thận. Ngọn lửa lóe lên, một tiếng động lớn vang lên, mọi người đều cảm thấy lỗ tai đau nhức dữ rồi, lại không biết chuyện gì đã xảy ra. Mọi người chăm chú nhìn lại, thấy Tần Trọng Hải một tay để đao, đã đỡ trụ được đạo bóng đen kia. Người xem có thể thấy rõ bóng đen đó là một thanh đại thiết kiếm, thanh kiếm dài chín thước nếu đứng trên mặt đất thì cao hơn người bình thường một cái đầu. Sức mạnh của thanh kiếm đi kèm với nội lực ra sức chém xuống thực sự làm người hoảng sợ. Nếu không phải tần trọng hải công lực đã thành thục, tuyệt đối không thể nào chống đỡ được kiếm pháp mạnh mẽ bực này. Lão giả hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, hảo đao pháp, đây là hỏa tham nhất đao. Tần trọng hải nghe thấy ông gọi tên đao pháp của mình, lập tức thu đao, chắp tay nói, đúng là tại hạ xin hỏi cao danh đại tính của tiên sinh. Chữ tên kịp nói ra, lão giả kia đã dơ thiết kiếm lên, theo gió kiếm gầm thét, chém thẳng về phía tần trọng hải. Tần trọng hải thấy đà của kiếm quá mạnh, lập tức dồn lực vào tay trái, một tay đón đỡ lấy nhét kiếm này. Đào hướng kiếm tới, đương nhiên vang lớn, một cỗ lực mạnh mẽ kỳ quái đánh vào tay mình. Mặt của tần trọng hải lóe lên ánh sáng đỏ, hắn dồn sức vào hai chân, gào to một tiếng, lúc này mới chống được thân thể. Lão nhân thu hồi thiết kiếm, lạnh lùng nói, người có biết ta là ai không? Tần Trọng Hải luân phiên cùng hắn giao đấu, làm sao có thể không biết lai lịch người này? Lập tức thở ra một hơi, nói, không thẹn danh thiết kiếm chấn thiên nam. Kiếm pháp của tiền bối quả thực rất lợi hại. Người tới chính là thiết kiếm chấn thiên nam Lý Thiết Sam. Sau khi rời thiên sơn, mắt thấy gian thần hoành hành trung nguyên không ánh sáng lý thiết sam chán nản liền dẫn môn nhân đệ tử tới tây vực định cư vốn định ở dị quốc kết liễu thân tàn này nào biết vài ngày trước chỉ quan phái người đưa tin nói nộ thương sơn có ý phục trấn bá nghiệp ông nghe được chuyện này liền dẫn đệ tử trở về trung nguyên xem kỹ tình thế giờ phút này chính là lần đầu tiên ông cùng tần trọng hải gặp mặt lý thiết sam giang rộng chân dùng kiếm làm trượng hai tay ấn lên chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn ngọn lửa thần nộ thương. Mặt trời treo cao trên bầu trời, phản chiếu khuôn mặt già nua sâu thẳm của ông, khiến ông càng trông giống vị tướng hùng mạnh năm xưa của nộ thương. Chỉ nghe ông gần từng chữ chậm rãi nói, bằng hữu, người ta tuy rằng vốn không quen biết, nhưng bây giờ người đã nhóm lên thánh hỏa, lão phu thân là ngũ hổ năm xưa, không thể bỏ mặc được. Tần Trọng Hải nghe được ông nói lời sảng khoái như vậy, Vội vàng chắp tay nói, nhận được đại nghĩa, Tại hạ rất vui mừng. Lý Thiết Sam nghiêng đầu nhìn Tần Trọng Hải, lạnh lùng nói, "Đừng cảm ơn vội, muốn lão phu nhập bọn, cần trả lời trước một chuyện." Tần Trọng Hải khụ một tiếng nói, "Tiền bối cứ hỏi, tiểu tử sẽ nói sự thật." Lý Thiết Sam nhướng mày trắng lên, nhìn lên bầu trời, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông, chắc chắn đang nghĩ về chuyện đã qua. Mọi người không dám quấy rầy đều lặng lặng chờ đợi. Ngoài tiếng gió gào thét, chỉ có tiếng nức nở, tiếng khóc của đám quan quân đưa vào trong tai, càng làm cho nhân tâm thêm kinh sợ. Một lúc sau, Lý Thiết Sam thở dài một hơi, lành lạnh nói, muốn bá thiên hạ, dùng ba thứ, thứ nhất là thiên, thứ hai là quyền, thứ ba là đức. Năm xưa Sơn chủ tần bá tiên có đủ ba thứ bẩm sinh và đức hạnh, cuối cùng tạo được cục diện thành tựu, hùng bá trung quyên 14 năm nếu hôm nay ngươi muốn giấy binh tạo phản, phải nói cho lão phu biết, ba thứ thiên, quyền, đức, ngươi có cái nào? Tần Trọng Hải bị hỏi như vậy, không khỏi sửng sốt. Hắn bị tàn phế gãy chân, vận mệnh mâu thuẫn, thiên mệnh kém xa, nhìn lại tình thế bên mình chỉ có răm ba tiểu miêu, lại muốn khiêu chiến với chục vạn đại quân triều đình, càng trống rỗng hơn. Lại nghĩ đến mình là kẻ cuồng vọng, cờ bạc, nói đến đức hạnh càng như trèo cây tìm cá. Tần Trọng Hải xấu hổ cười, lắc đầu nói, "Xin lỗi, ta không có ba thứ này." Lý Thiết Sam sừng sốt, mở mắt ra nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, không biết phải nói gì. Tần Trọng Hải thấy sắc mặt hắn khó coi, lập tức giang tay ra, nhún vai cười nói, "Người đứng nóng giận, chúng ta lên núi khởi binh, chỉ là cầu một hồi thống khoái, cái gì thiên nhân quỷ quái, ta thật sự không có lấy một nửa." Lý Thiết Sam thấy hắn phi dương khiêu thoát, không quan tâm đến bất cứ điều gì trong lòng đã không thoải mái nghe giọng điệu thản nhiên của hắn không khỏi tức giận chửi mắng cuồng đồ lớn mặt ngươi nếu hai bàn tay trắng sao dám lên núi xưng phản huynh đệ theo ngươi chẳng phải như cô hồn dã quỷ sao ngươi nói ngươi muốn khôi phục lại sơn trải là dựa vào cái gì lý thiết sam tức giận hét lớn khiến tai mọi người ù đi Câu hỏi này tuy rằng rất nghiêm khắc nhưng lại ảnh hưởng đến chiến lược ngày sau của Sơn Trại. Đám người ngôn nhị nương, cáp bất nhị nhìn thấy thần thái của Lý Thiết Sam, đều cảm thấy kinh hãi. Đào Thanh và Chỉ Quan vẫn chăm chú, muốn nghe câu trả lời của Tần Trọng Hải. Quyền 12 chương 2 nghe con mới sinh, hồi 3. Tần Trọng Hải thấy ông rất tức giận, sợ ông trúng gió, vội vàng dơ đao lên cười gượng nói, lão ca đừng tức giận, được rồi, ta có cái này. Lý Thiết Sam tức giận cười lại, quát, tiểu tử cuồng vọng. Chúng ta đấu vài chiêu đi. Ông không nói nữa, cởi bỏ quần áo ra, để lộ một hình xăm lớn sau lưng, thấy đó là hình mãnh hổ, trên có chữ đúng là mãnh hổ nằm hoang khâu, ẩn núp nanh vuốt chịu đựng trên chán con hổ có xăm chữ nam. Lý Thiết Sam giơ thiết kiếm lên, trong mắt đằng đằng sát khí, Tần Trọng Hải không nói hai lời cũng lập tức cởi bỏ áo ngoài, lộ ra hình xăm hổ bay trên lưng, nhìn ra là ngày nào đó nếu toại lăng vân trí, dám cười hoàng xào không trượng phu. Tần Trọng Hải để đao trước ngực, chăm chú nhìn Lý Thiết Sam, hai người cách nhau khoảng 10 trượng, từng người ngưng vận nội lực. Các quan quân biết cao thủ muốn so chiêu, sợ bị ảnh hưởng bởi đao kiếm của hai người, sợ hãi tột độ chỉ biết quỳ dưới đất run rẩy, thậm chí không dám thở lúc này hạng thiên thọ nghe tin cũng chạy tới chân núi xem hai vị cao thủ so chiêu mọi người đều nín thở chờ đợi hai người bọn họ phân cao thấp ngôn nhị nương nào có tâm tư để ý tới ai mạnh ai yếu nhìn thấy hai người vô cớ đánh nhau nàng không khỏi kinh ngạc nói làm gì vậy làm sao đánh nhau rồi đang định lao tới ngăn cản nhưng chỉ quan kéo lại trầm giọng nói nhị nương đừng vội lý trang chủ chỉ là muốn thử tần tướng quân xem tâm hắn thế nào, đừng đến quấy rầy. Ngôn nhị nương nghe xong lời này tự cảm thấy kinh hoàng. Hạng thiên thọ đã đi tới, mỉm cười nói, nhị nương, cái này không giống ngươi ngày thường. Ngôn nhị nương tỉnh lại, biết mình quá quan tâm đến sự an nguy của tần trọng hải, đến nỗi quên mất quy củ trong trại. Những năm trước huynh đệ sơn trại gặp mặt, muốn xếp hạng, dùng võ kết bạn là chuyện đại sự quan trọng nhất bất kể người đến không gia nhập sơn trại tần trọng hải nếu không ra tay ngày sau muốn phục chúng như thế nào ngôn nhị nương thở dài không nói nữa chỉ im lặng quan sát song hùng vẫn không nhúc nhích từng người vận khí ngưng lực chỉ còn chờ phát chiêu cơ bắp toàn thân lý thiết sam căng cứng trên đầu xương trắng lượn lờ dâng lên sau đó chậm rãi giơ thiết kiếm lên thanh kiếm này vốn đã rất nặng nhưng cử pháp của lý thiết sam càng như thái sơn áp đỉnh như chứa đựng sức mạnh ngàn cân nhìn thấy mức độ nội lực này những người xem đều âm thầm kinh hãi lúc này ngoài tần trọng hải và lý thiết sam hạng thiên thọ cũng có võ công tối cao hắn nhìn thấy công lực của lý thiết sam tiến nhanh lập tức mỉm cười gật đầu nhiều năm không gặp công lực của thiết sam tướng quân càng sâu nhìn thiết kiếm ngàn cân này ai có thể đỡ được một đòn của hắn Lý Thiết Sam nâng kiếm qua vai, mắt nhìn Tần Trọng Hải, lành lạnh nói, trước khi ta và ngươi ra tay, Lão Phu khuyên ngươi một câu, thanh kiếm này từng chặt đứt một tảng đá lớn, nổi danh thiên hạ, trong chốc lát chém xuống sợ ngươi chống đỡ không nổi, tiểu tử nếu sợ hãi thì nhanh chóng nhận thua đi. Tần Trọng Hải cười lớn, nói, không dối gạt tiền bối, thanh đao này của ta cũng từng dùng để khuất phục sư tử, đồ sát hổ ở biên cương lập uy vô số làm sao có lý do gì để nhượng bộ lý thiết sam sợ xuống tay quá mạnh lại không cẩn thận làm hắn bị thương thấy tần trọng hải tràn đầy tự tin gật đầu nói đã như vậy ta cũng không nhiều lời nữa tần trọng hải cười nói nói hay lắm thỉnh trang chủ phát chiêu đi trong đấu trường vang lên một tiếng gầm thiết kiếm đánh rớt tiếng gió như sấm canh một tiếng tần trọng hải giơ đao qua đầu dùng một tay đón được một chảm kinh thiên động địa của Lý Thiết Sam. Âm thanh đó lớn đến mức gần như làm thùng màng nhĩ của mọi người. Lý Thiết Sam kinh ngạc, kiếm pháp của ông mạnh mẽ, ngay cả Trác Lăng Chiêu khi đối đầu với ông năm đó cũng phải gian lận, không dám trực diện đón kiếm của ông. Nào ngờ đại hán trước mặt này cùng lắm mới 30 tuổi lại có thể đón nhận một chảm cương mãnh này như không có chuyện gì xảy ra, xem ra người này quả thực có chút môn đạo. Lý Thiết Sam thu hồi tâm khinh thường, lùi về phía sau một bước, trầm giọng nói, được lắm, lại tiếp nhất kiếm của ta thử xem. Ông bạo giống một tiếng, đôi tay cầm kiếm, cắt ngang từ trái sang phải, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Tần Trọng Hải gật đầu nói, thật uy phong. Hắn khom lưng hạ vai, giơ đao bên cạnh lên, lại một tiếng canh vang lên. Ánh lửa bay khắp nơi, nội lực hung hãn va chạm, Lý Thiết Sam cảm thấy miệng hổ nóng lên, thiết kiếm suýt rơi khỏi tay mình, trong lòng âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ, người này là võ công cao minh. Rốt cuộc môn đạo là gì? Thấy võ công của đối thủ không thua kém mình, Lý Thiết Sam không còn lo lắng làm ngộ thương đối phương nữa, hét lớn một tiếng, thoáng chốc gào thét liên tục, vùng kiếm tấn công dữ dội, đã giao chiến với Tần Trọng Hải. Lý Thiết Sam tuy tuổi tác đã già nhưng thân thủ mạnh mẽ không hề kém thiếu niên. Thiết kiếm cực nặng được di chuyển dưới tay lại cực kỳ nhẹ, tấn công cực nhanh, càng như kiếm quang múa may, chiêu thức liên miên không ngừng, uy lực một thanh kiếm thường không thể so. Tần Trọng Hải âm thầm bội phục, thầm nghĩ, người này võ công lợi hại như thế, nhất định không thua kém tứ đại kim cương của thiếu lâm, nội thương sơn quả nhiên nhân tài đông đúc hắn muốn được lĩnh giáo thêm kiếm pháp của Lý Thiết Sam, lúc này khẩn trương thu về chỉ thủ không công. Hai người một đao một kiếm, võ công cực kỳ mạnh mẽ, rút kiếm vung đao cắt bụi bay khắp trời, đủ thấy công phu của họ mạnh bạo nhất, hai vũ khí hạng nặng gặp nhau, mỗi lần va chạm đều phát ra tiếng động lớn, mọi người đều thấy võ công của hai người quá bá đạo, mỗi chiêu thức đều đủ để cắt đứt sắt vàng. Chỉ cần không may vô ý có thể chết thảm tại chỗ. Ngôn nhị nương lo lắng cho Tần Trọng Hải, đám người cáp bất nhị, đào thanh võ công có hạn, thấy tình thế mạo hiểm này tự toát hết mồ hôi lạnh. Chỉ quan và hạng thiên thọ ở bên cạnh lại không hề lo lắng, khó có dịp được thấy cao thủ quyết đấu, liền nắm lấy cơ hội, ngưng mắt nhìn kỹ chiêu thức của bọn họ, mỗi người tự thân xác minh võ công của chính mình. Khi cuộc chiến đang đến hồi cao trào, cả hai đã phân cao thấp hơn 100 chiêu, Tuy nội lực của Lý Thiết Sam rất thâm sâu, nhưng trong cuộc giao tranh ác liệt, một thanh thiết kiếm khiến nước bắn không thể tiến vào, cũng khiến cho chân lực của ông dần yếu đi. Lý Thiết Sam biết mình đánh lâu sẽ bất lợi, muốn thắng trận này phải nhanh chóng quyết định, lập tức thi triển công lực, thiết kiếm đã đâm ra như một thanh thương dài, trên mặt chân khí đại thịnh, miệng càng gào gầm lên. Hạng Thiên thọ hắc một tiếng, tán thưởng nói, Độc Long Đàm hắn muốn sự tuyệt mệnh tam thức. Nhiều người không biết chi tiết về võ công của Lý Thiết Giam, nghe xong ba chữ độc long đàm, chỉ đầy mặt mờ mịt, không biết cao thấp. Thiết kiếm ra chiêu, không phải chém ngang mà là chém thẳng, lực đâm đến từ đâu? Tần Trọng Hải không khỏi kinh ngạc khi thấy chiêu thức, độc long đàm, này, vội vàng tránh sang một bên, thanh kiếm quét qua người hắn, chỉ cách vài tắc. Thân kiếm chín thước xuyên qua một nửa, khi còn cách năm thước, Lý Thiết Sam hét lớn, hổ hoành giang. Một tiếng vang lên, thiết kiếm chặn ngang chém tới, chuyển từ đâm sang chém, đủ thấy chân lực thân kiếm hung mãnh cỡ nào. Một chiêu hổ hoành giang này tới rất nhanh, tần trọng hải ở ngay cạnh thiết kiếm, cách nhau không đến ba tấc, nếu muốn lùi ra phía sau né tránh, bước chân của hắn sẽ không nhanh bằng kiếm, nếu muốn thả người nhảy lên, không khỏi bại lộ khinh công môn đạo, tần trọng hải cắn răng bạc, Dựng đao cạnh người, đao kiếm đối âm, phát ra một tiếng động lớn, lấy nội thực thâm hậu tiếp được chiêu hổ hoành giang này. Chỉ là một lực mạnh mẽ ập tới khiến Tần Trọng Hải trợn mắt, Ngũ Tạng Lục Phủ cùng nhau quay cuồng, thật sự khó chịu đến cực điểm. Lý Tiết Sam không hề buông lỏng, chỉ nghe ông lạnh giọng quát, "Định Quân Sơn." Thoáng chốc thi triển công lực của cả đời, thiết kiếm đã chạm tới đỉnh, giống như một ngọn núi đè xuống đỉnh đầu gió mạnh thổi qua, cát vàng tung bay tứ phía, quả nhiên làm người kinh hãi đến cực điểm. Độc Long Đàm, Hổ Hoàng Giang và Định Quân Sơn, hợp xưng tuyệt mệnh tam thức, trước lấy đâm mạnh gần người, lại lấy thiết kiếm ngang thân chém eo, cuối cùng vào đầu một kích, ba chiêu liên tiếp, nhanh chóng dữ dội, không thể ngăn cản, đặc biệt là chiêu cuối Định Quân Sơn, càng uy lực hơn, giống như thiên tướng hạ phàm, khiến người ta cảm thấy sợ hãi ngôn nhị nương đại kinh thất sắc, đang muốn bật thốt kêu to, chợt nghe thấy tần trọng hải gầm lên điên cuồng, giống như mãnh hổ gào thét, len canh một tiếng vang lớn, thiết kiếm đã vung đi. Định quân Sơn, bị kẻ địch đánh trả, đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra, Lý Thiết Sam chấn động, ngay lúc hắn chuẩn bị xuất kiếm thứ hai, đột nhiên nghe thấy tần trọng hải giống lên liên tục, không đợi Lý Thiết Sam ra chiêu, bắt đầu toàn lực đoạt công nhìn thấy chiêu thức của hắn rộng mở một đao chém ra tạo ra vô số tiếng động lớn đó chính là thần kỹ hỏa tham cửu liên trảm đao kiếm đối chém lần này tất cả đều là cứng đối cứng thật công phu không hề có mưu lợi đường sống đao kiếm tương giao lửa nóng nội lực bước tới khiến quay hàm của lý thiết sam đau nhức lý thiết sam âm thầm kinh hãi biết võ công của đối phương vượt xa tưởng tượng của mình lập tức vội vàng ra sức ngăn cản chỉ nghe những tiếng nổ liên tục, đao pháp của tần trọng hải mau lẹ, trọng đao chém xuống, chém chính diện mười thước đại thiết kiếm, tiếng vang như sấm, giống như chùa sao chuông, trong chớp mắt, thiết kiếm đã bị chảm sáu nhát. Lý Thiết Sam tuy rằng toàn lực hành công, lúc này lại chỉ có thể nỗ lực phòng ngự, hết đợt lực cực lớn này đến đợt lực cực lớn khác đánh tới, thiết kiếm chịu lực ngày càng nặng, trong phút chốc Lý Thiết Sam sắc mặt tái nhợt, nếu không dựa vào nội lực mạnh mẽ sớm đã ngã xuống. Khi đến chảm thứ bảy, bỗng nghe tần trọng hải điên cuồng hét lên, mạnh mẽ lao tới, Lý Thiết Sam thật sự không giữ thiết kiếm được nữa, trên tay buông lỏng, 50 cân đại kiếm đang tức rời tay, bay đi rất xa. Tần trọng hải không chút lưu tình, cương đao nhanh chóng chém xuống nhát thứ tám, trong miệng hét to nói, chính giữa. Thấy tính mạng của Lý Thiết Sam đang bị đe dọa, mọi người đồng thanh hét lên, đao hạ lưu nhân. Lý Thiết Sam thấy đao thế tới cực nhanh, sợ là thu không được, kinh hãi đến mức sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt chờ chết. Lưỡi đao sắp chạm tới ngực hắn, đột nhiên dừng lại, Lý Thiết Sam mở bừng mắt, nhìn thấy Tần Trọng Hải mỉm cười nhìn mình, chắp tay nói, trang chủ võ công chắc tuyệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu như ta không học được chiêu thức hòa tham cửu liên trảm này, e rằng không phải là đối thủ của ngài. Lý Thiết Sam thấy đao pháp của hắn thoải mái, thu phát tự nhiên, một chạm thật mạnh nói dừng là có thể dừng. Võ công của hắn quả thực vượt trội hơn mình, không khỏi hoảng sợ, nói, tiểu tử ngươi giỏi lắm, thật sự đã có được chân truyền của phương tử kính. Tần Trọng Hải cười lớn, nhặt thiết kiếm lên, đưa lại cho Lý Thiết Sam, cười nói, được rồi, đánh cũng đánh rồi, Lý Lão Cha, chúng ta đừng nói nhảm nữa. Người nếu coi trọng họ Tần thì nhanh lên núi đi. Lý Thiết Sam thấy hắn gọi mình là Lý Lão Cha, không khỏi ngây người, qua một lúc sau lại ha ha cười lớn. Tần Trọng Hải nói, được rồi, Lý Lão Cha có tưởng gì hay không? Lý Thiết Sam vỗ vai hắn, lớn tiếng nói, chỉ một câu thôi, sau này Sơn Trại có chuyện làm ăn gì, tính ta một phần đi. Tần Trọng Hải vui mừng, hét lên, đa tạ. Hắn quay lại nhìn chỉ quan chỉ muốn tranh thủ thắng lợi, lập tức cười hỏi, đại sư, ngài tuy nhàn vân dã hạc, nhưng nể mặt sư phụ ta, có nguyện lên núi trợ giúp tại hạ một tay không? Chỉ quan khẽ mỉm cười, vỗ tay hô, đều xuất hiện đi, đột nhiên, từ xa có mấy chiếc xe ngựa lớn đi tới, dèm xe được vén lên, có người như tá điển, có người như tu sĩ, mọi người nhìn thấy tần trọng hải, tất cả đều chắp tay chào. Tần Trọng Hải trong lòng kinh hỉ, hỏi: "Những bằng hữu này lai lịch ra sao? Đại sư có thể giới thiệu họ không?" Chỉ quan cười nói: "Đây là môn nhân của tiểu tăng và Lý Trang chủ, Tần tướng quân, chúng ta đều mang theo người nhà đệ tử, ngươi nói lão nạp còn sẽ không lên núi sao?" Tần Trọng Hải vui mừng muốn điên, cười lớn nói: "Hay lắm." Một nhóm cao thủ đã tụ tập. Lúc này sơn trại ngoài hắn và đám người ngôn nhị nương còn có chỉ quan, hạng thiên thọ, lý thiết sam và các cao thủ khác, nói đến rất có thanh thế, giống như giang hồ môn phái giao đấu, không còn phải sợ điều gì. Đám người hạng thiên thọ, ngôn nhị nương và lý thiết sam đã nhiều năm không gặp nhau, mỗi người đều tiến lên chào hỏi, lý thiết sam bỏ đi vẻ mặt nghiêm túc, mỉm cười với mọi người. Nhìn thấy ông nhìn chằm chằm tần trọng hải, ngôn nhị nương thần sắc có chút kỳ quái, vội vàng hỏi, lý tướng quân, sao cứ nhìn hắn như vậy lý thiết sam cười nói diện mạo của tần tướng quân thật sự là hiếm có tần trọng hải thoạt nhìn như lưu manh lại có người khen dung mạo của hắn nghe xong ai nấy đều thấy kỳ lạ ngôn nhị nương kinh ngạc vội vàng hỏi cái gì hiếm có lý thiết sam cười nói trước kia bá tiên công chúng ta cái gì cũng giỏi nhưng diện mạo quá mức văn nhã tuấn tú lại thiếu mùi vị thổ phỉ hại ta cứ phải lẩm bẩm nói thầm. Hiếm có con trai ông lớn lên bộ dáng hung tợn, nộ thương sơn của chúng ta nhất định sẽ ngày càng thịnh vượng. Mọi người nghe xong đều che miệng cười, tần trọng hải giờ khóc giờ cười, chỉ có thể phun ra đờm, xem như trả lời. Đang nói chuyện, chợt nghe một quan quân quỳ xuống đất khóc dòng nói, vài vị tráng sĩ nếu gặp nhau, các người có thể thả cho bọn tiểu nhân về nhà được không? chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội đại gia, chỉ là tiểu nhân trên có cao đường, dưới có thê tử con nhỏ, thực sự không thể chết. Mong sớm có thể để chúng tôi đi. Những người này trước đã bị Lý Thiết Sam bước xuống ngựa, lúc này tất cả đều run rẩy. Cáp bất nhị nhảy tới, đá vào chán từng người rồi chửi bới, cái gì trên có mẹ già, dưới có quy tôn, xin khoang dung cũng không bịa ra được chuyện gì mới đi một quan quân bị đá vài cái vội nói có 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 cái mới tiểu nhân trái có vợ ngoan phải có thiếp đẹp thật sự chết rất đáng tiếc ngài tha cho ta đi cáp bất nhị nhổ một tiếng lại định mắng tần trọng hải xuất thân triều đình không muốn đám võ nhân này bị vũ nhục quá dỗi tay ngăn cản nói chư vị thuộc vệ sở nào một quan quân khác khóc dòng nói khởi bẩm đại vương chúng tôi là giới trưởng thiển cam đề đốc Bình Lương Đô chỉ huy sứ tiên phong chạm gác. Tần Trọng Hải ngắt lời hắn, nói: "Bình Lương Đô chỉ huy sứ? Thủ lĩnh của các ngươi là Trương Phương Mông?" Quan quân kia nghe thấy hắn nói ra được tên của trưởng quan, không khỏi nuốt nước miếng, gật đầu nói: "Đúng là Trương thống lĩnh." Đại vương quả nhiên hiểu biết. Tần Trọng Hải cười nói: "Chưa vị lại đây xem kỹ, nhất định phải có công văn." Có thể lấy công văn ra xem được không? quan quân kia làm mặt khổ sở, cúi đầu lấy công văn, run rẩy đưa ra. Tần Trọng Hải cúi đầu đọc, chỉ cười lạnh một tiếng. Ngôn nhị nương thấy Tần Trọng Hải có vẻ giận, vội vàng hỏi, sao vậy? Tần Trọng Hải đưa công văn qua, đám người đào thanh, ngôn nhị nương tập trung lại đọc, pháo hoa tái khởi ở nộ thương sơn, e sợ bọn chuột nhắt vô chi, len lỏi lên núi, tức tốc lệnh cho Bình Lương Đô chỉ huy sứ Trương Phương Mông, thống lĩnh 2.000 quân đi tiêu diệt, nay mai hồi báo. Chỗ quan ấn thấy đề, thiểm Tây Giang đề đốc, Giang đề đốc này không phải ai khác, chính là Giang Dực, em ruột của Giang Sung. Cáp bất nhị tức giận nói, mẹ kiếp, dám xem chúng ta như chuột nhắt, thật sự khinh thường người khác. Ngôn nhị nương thấy công văn, trong lòng cũng giận dữ, xem ra triều đình không biết chuyện nộ thương sơn tụ tập lại, cho nên thật sự coi thường bọn họ không nề chút mặt mũi. Quyển 12 chương 2 Né con mới sinh, hồi 4 Lý Thiết Sam vừa nghe được công văn như thế, nhất thời cất bước đi tới, lạnh lung nhìn quan quân kia nói, cẩu quan. Đưa tay ra. Quan quân kia sợ nhất là Lý Thiết Sam, lúc này sao dám đưa tay ra, hắn chỉ mỉm cười run rẩy. Lý Thiết Sam nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy tay trái của người kia, sau đó vung dao găm xuống chém đứt một đường. Một miếng thịt bị cắt khỏi ngón tay của quan quân kia, máu tươi chảy ra rất nhiều. Quan quân kia kinh hãi hét lên, cứu mạng. Đừng giết ta! Lý Thiết Sam hừ một tiếng, nắm lấy tay quan quân kia, viết lên công văn. Thủ lĩnh nộ thương Sơn Tần Trọng Hải thông báo cho quan viên văn võ thiểm cam, Sơn Trại mới thành lập, thiếu tiền thiếu bạc, lệnh cho đề đốc giang dực ngay trong ngày đưa lên 10 vạn lượng bạc trắng năm ngàn thất ngựa, thấy chiếu chỉ quỳ lại, khâm thử. Sau đó đá quan quân kia, quát, đem công văn này trở về, để đề đốc của các ngươi tự nhìn thấy và làm theo. Quan quân kia bị đau, vừa mừng vừa sợ, sợ chính là lý thiết sam hung ác tàn bạo như vậy, không coi triều đình ra gì mừng là hắn muốn chính mình đưa công văn về, coi như mình nhặt về được một mạng, vội dẫn thuộc hạ vắt gió lên cổ mà chạy. Lý Thiết Sam cười lạnh nói, các huynh đệ, giữ lại ngựa và binh khí của chúng, sẽ có ích cho sơn trại sau này. Đám người cáp bất nhị sớm có ý muốn ra tay đánh người, lập tức chấn hưng tinh thần, một đường chạy theo rét ai đuổi giết, chỉ nghe đằng xa tiếng quân tốt kêu la thảm thiết. Tần Trọng Hải tuy ngày thường hung hãn, nhưng bây giờ nhìn thấy thủ đoạn của Lý Thiết Sam, lại tự cảm thấy không bằng, lúc này mới biết thủ đoạn hành sự của anh Hào Nộ Thương Sơn năm xưa mọi người đều lên núi. Lý Thiết Sam và chỉ quan mỗi người đều dẫn theo đệ tử gia đình của mình vào núi, tổng cộng 7, chục người. May mắn thay, nhà cửa nội thương sơn rộng rãi, nên Đào Thanh ngay lập tức sắp xếp chỗ ở cho mọi người. Tiệc tổ chức vào ban đêm, mọi người cùng nhau ngồi uống rượu, hạng thiên thọ hỏi về ngọn nguồn của chuyến đi này. Lý Thiết Sam nói, ngày hôm đó, chỉ quan đại sư tìm tới ta, cho ta xem thư của phương lão sư thư nói nộ thương sơn đã phục trại, muốn ta trở về núi xem xét. Ngay sau khi nhận được tin ta đã ngay lập tức sắp xếp phóng ngựa tới đây. Tần Trọng Hải nghe nói sư phụ tự viết thư tay mời huynh đệ cũ ra mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, thầm nghĩ, sư phụ tuy không theo chúng ta lên núi, nhưng kỳ thực lại đang lo liệu tốt mọi việc, chỉ sợ đồ đệ phải chịu thiệt thòi. Tần Trọng Hải chứng kiến hảo hán quần hùng hội tụ, lý thiết sam còn được liệt vào ngũ hổ nghĩ tới năm đó nhìn thấy danh sách nộ thương sơn liền hỏi lúc ta còn làm quan trong triều đã từng phụng mệnh chấn giữ văn uyên các nhìn thấy đại danh anh hùng các vị lại không biết chư vị hảo hán có sự tích anh hùng gì có thể kể lại một chút không lý thiết sam mỉm cười nói nộ thương sơn hảo hán tụ tập xưng bá đương thời muốn nói về lịch sử phong lưu chỉ sợ ba ngày ba đêm cũng nói không xong đâu chỉ quan khẽ gật đầu nói, khi núi chúng ta mới lập, có 3 vạn binh mã, về sau con số lên tới 5 vạn. Trước trung nghĩa đường có Tả Long Hữu Phượng phụ trách quân cơ chính khách, dưới có Ngũ Hổ, có thể đánh bại vạn quân tiền điện Tam đường có trách nhiệm riêng, năm tướng chịu trách nhiệm bảo vệ an nguy. Ngoài các hảo hán này, còn có vô số đầu lĩnh doanh đường phụ trách xây dựng, rèn, quân nhu, tiền bạc, lương thực, gia súc và ngựa, mỗi người đều có trách nhiệm riêng được tổ chức rất tốt. Ông từ trước vốn là quân gián, biết hết chuyện trên núi, càng nói càng như thuộc trong lòng bàn tay. Tần Trọng Hải gật đầu, cũng thực khâm phục nhân tài Nộ Thương Sơn, nói, đáng tiếc năm đó ta còn nhỏ, không thể đi theo chư vị tiền bối, bây giờ lại phải bắt đầu một việc khó khăn như vậy. Chỉ quan cười nói, dựa vào cơ nghiệp cha ông để lại, không phải cách làm của hảo hán tướng quân chịu đựng những gì người khác không thể chịu đựng, làm những gì người khác không thể làm, tất sẽ truyền tụng đời sau. Tần Trọng Hải nghe xong lời ca tụng này, không khỏi vui mừng, thầm nghĩ, chỉ quan Hòa Thượng không hổ là người phụ trách quân cơ, công phu nịnh nọt thập phần lợi hải. Hạng Thiên Thọ chưa từng gặp chỉ quan trước đây, thấy Hòa Thượng này khí độ bất phàm, cho rằng ông là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, nhưng bản thân mình không thể nhận ra ông, nên hỏi lại lịch vị đại sư này ra sao xuất gia ở chùa nào ngôn nhị nương từng nghe chỉ quan đề cập đến lai lịch nên đã trả lời thay ông cười nói hạng đường chủ có từng nghe qua mật thập nhất chưa hạng thiên thủ bừng tỉnh vội vàng đứng dậy chắp tay nói thất kính thất kính hóa ra là quân sư tới đây thứ cho ta không nhận ra hạng thiên thọ từng là đường chủ nội tam đường phụ trách tư pháp hình phạt còn chỉ quan là thủ lĩnh của mật thập nhất, mật thập nhất này không phải là bang hội, cũng không phải môn phái, mà là tổng đàn bên ngoài của Nộ Thương Sơn, phụ mệnh Tần Bá Tiên tìm hiểu tiếng động, liên lạc Giang Hồ Hào Kiệt. Ngoại trừ Tần Bá Tiên và một số nhân vật cốt lõi khác, những huynh đệ khác đều không biết thân phận thực sự của mật thập thất. Hạng Thiên Thọ địa vị không cao, tự cũng chưa từng cùng nghe. Chỉ quan thấy mặt Hạng Thiên Thọ đầy ngạc nhiên, mỉm cười nói, lão nạp là một kẻ phế nhân, sau khi nộ thương sơn bị hủy, đều chỉ ở Bạch Long Sơn niệm Phật. Cũng khó trách mọi người không biết đến tiểu tăng. Mọi người nói chuyện một hồi mới biết chỉ quan sau này đã trở thành một hòa thượng, không còn đặt chân trên giang hồ nữa. Lý Thiết Sam lại ẩn cư ở Tây Lương, đã giao thủ với Côn Luân Sơn vài lần. Lý Thiết Sam cùng Hàn Nghị trước kia đều là Mã Quân thượng tướng. Lúc trước thấy ngôn nhị nương đã sớm muốn hỏi thăm về tiểu lữ bố, ông nâng chén rượu lên hỏi, Nhi nương, cô mấy năm nay vẫn đang tìm tung tích của Hàn huynh đệ sao? Ngôn nhị nương nghe xong lời này, không khỏi thở dài, chứa khi nàng kịp nói, chỉ quan đã thay nàng lên tiếng, chắp tay nói, tung tích của Hàn huynh đệ không rõ, nhị nương đã đau khổ suốt 20 năm, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết nào. Lý Thiết Sam thấy chỉ quan thay nàng đáp lời thấy có chút kỳ lạ, ông ghé mắt nhìn lại, thấy Tần Trọng Hải và ngôn nghị nương cử chỉ thân mật, lập tức hiểu ra, gật đầu nói, thì ra là thế, thật vất vả cho cô. Liền không nhắc tới tiểu lữ bố nữa. Khi nói chuyện, chợt thấy một người vội vàng đi vào, người này ăn mặc như tăng nhân, hắn là đệ tử của chỉ quan, chỉ nghe hắn nói nhỏ với sư phụ mấy câu, chỉ quan vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi, mọi người thấy ông biểu hiện khác lạ đều hỏi làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Chỉ quan thấp giọng nói, quân mã triều đình đã cách chân núi mười dặm, chúng ta phải lập tức chống địch. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, lập tức đứng dậy. Nhưng chỉ có tần trọng hải ngồi yên, mỉm cười uống rượu. Chỉ quan thấy hắn không chút hoàng sợ, hỏi, tướng quân đã có chuẩn bị. Tần trọng hải cười lạnh nói, Bình Lương Đô chỉ huy sứ là một phế nhân, binh lính của ta sẽ ngăn cản nước tới thì chặn sợ cái dám gì hắn cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch lập tức dẫn đám người ra khỏi đại sảnh đứng ở sườn núi quan sát nhìn thấy từ xa một đội quân mã đang chậm rãi đến gần ước chừng khoảng hai nghìn người ban đêm rất khó phân biệt cờ cáp bất nhị thảm thiết kêu lên xong rồi chúng ta chỉ có 100 người ở đây người ta lại có mấy ngàn binh mã trận này sao có thể đánh binh mã kia đi tới chân núi lại không có ý định dựng trại mà theo đường vòng đi thẳng lên núi. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều vô cùng tức giận. Xem ra tướng địch biết trong trại không có binh lính, mới dám kiêu ngạo như thế. Lý thiết xám quát, cẩu quan cũng điên rồi. Xem lão phu giết sạch bọn chúng. Tần Trọng Hải ở trong triều đã lâu, trước đây từng nghe nói đến việc làm của Trương Phương Mông, biết người này là một kẻ ngạo mạn, không phải là hào kiệt gì, bên ta chỉ cần dùng vài mưu kế, chắc chắn có thể khiến hắn thất bại trở về. Lập tức ngửa mặt lên trời cười nói, trang chủ nói rất đúng, cẩu quan đã dám đêm tối lên núi, liều chết liều mạng như vậy, làm sao chúng ta có thể buông tha. Thoáng chốc kêu to, người đâu? Chuẩn bị ngựa. Đạo thanh dắt ngựa tới, tần trọng hải nhấc chân phải lên một chút, vững vàng bay lên lưng ngựa, lớn tiếng nói, địch nhân ngạo mạn như thế, chúng ta hãy bắt ba ba trong giỏ. Vị huynh đệ nào dám cùng ta xuống núi dụ địch? Mọi người ở đây đều là những người dũng khí hào hùng, mặc dù đối mặt đại địch cũng không ai sợ hãi, đều sôi nổi xin ra trận, muốn xuống núi đấu một trận tử chiến. Trong lúc hương phấn, chợt nghe thấy Lý Thích Sam giận dữ hét lên, tất cả lui ra. Lão Phu thân là ngũ hổ, ai dám đoạt công đầu của ta? Ngũ hổ tướng ra tay những người còn lại đều không dị nghị tất cả đều thối lui tần trọng hải cười lớn nói có thiết kiếm tướng quân cùng ra trận cho dù có thiên quân vạn mã tần mỗ có gì phải sợ hắn quay người nói hạng thiên thọ ngôn nhị nương nghe lệnh hạng thiên thọ ngôn nhị nương nghe hắn gào to nhất thời hoảng sợ vội vàng chắp tay nói xin nghe tướng quân phân phó tần trọng hải gọi bọn họ lại gần thấp giọng ra lệnh hai người lập tức dẫn người của thiết kiếm sơn trang chuẩn bị trăm ngọn đuốc chỉ chờ hiệu lệnh của ta liền làm như thế như thế ngôn nhị nương mặc dù là người trong lòng nhưng những chuyện như đánh giặc giết địch cũng không thể câu nệ chuyện tư tình nam nữ cho nên phân công công việc như huynh đệ may mắn ngôn nhị nương là người hiểu chuyện từ trước đến nay tính tình ngay thẳng không có ác ý chỉ vui vẻ nhận lệnh xem ra gọi nàng một tiếng đại tỷ ngốc cũng không sai hạ ngôn hai người nhận lệnh rời đi tần trọng hải lại kêu lên cáp bất nhị đào thanh âu dương dũng ba người nghe lệnh đám người cáp bất nhị vội vàng tiến lên chắp tay nói có thuộc hạ tần trọng hải thấp giọng nói ba người các ngươi dẫn đệ tử của chỉ quan đại sư chuẩn bị một khúc gỗ dài hai mươi thước chỉ cần chờ hiệu lệnh của ta rồi làm thế này tần trọng hải an bài mưu kế chỉ huy có cách chỉ quan một bên nhìn trong lòng âm thầm vui sướng đều nói liễu môn có văn dương võ tần xem ra tần tướng quân không hổ danh là xuất thân triều đình quả nhiên am hiểu chuyện binh mã ngày sau có người này dẫn dắt nộ thương sơn ắt sẽ thịnh vượng đang suy nghĩ chợt nghe tần trọng hải nói chỉ quan đại sư chỉ quan đang chờ hiệu lệnh vừa nghe phân phó trong lòng đại hỷ tiến lên nói tướng quân cứ việc phân phó lão nạp nơi này nghe chỉ quan là bạn tốt của sư phụ Tần Trọng Hải không dám bất kính, chắp tay liền nói: "Việc gấp, không dám làm phiền đại sư ra tay giết địch, Thỉnh đại sư thay ta xuống núi tìm hiểu, xem phía sau đội quân mã này có viện binh hay không. Chỉ cần tin tức là thật, Thỉnh mau chóng hồi báo." Sau khi nghe được mệnh lệnh này, chỉ quan lập tức mỉm cười, thầm nghĩ, trận chiến chưa bắt đầu, trước tiên xét tình hình, Tần tướng quân quả thực là lão tướng chiến trường. Lập tức gật đầu nói: thỉnh tướng quân yên tâm. Lão nạp này liền đi làm. Mắt thấy phân công đã định, tần trọng hải thúc ngựa về phía trước, cao giọng nói, nhân danh phụ thân, nộ thương ta tái khởi chiến hỏa, trận chiến đêm nay, nhất định sẽ thắng lợi. Mọi người nghe xong lời thề hùng tráng này, thoáng chốc cũng nhiệt huyết sôi trào. Tần trọng hải nhìn Lý Thiết Sam, cười nói, thiết kiếm tướng quân, hai ta sung phong. Hai người nhìn nhau mỉm cười, giơ đao lớn và thiết kiếm lên, sóng vai đi xuống chân núi. Người ngựa gầm vang dưới chân núi, đại quân đã xông tới gần nộ thương sơn. Lai lịch quân mã này không nhỏ, họ chính là tiên phong của phe cánh Giang Sung ở Bình Lương, chủ tướng họ Phương, tên là Phương Mông. Người này sống trong quân ngũ nhiều năm, xem như danh lão tướng, 10 ngày trước thấy nộ thương sơn bốc cháy lên khói báo động, liền phái thuộc hạ đi kiểm tra, ai có thể ngờ rằng hắn sẽ lấy lại được một huyết thư. Phía trên còn có ba chữ, Tần Trọng Hải, Trương Phương Mông chấn động, không biết tại sao đường đường một đại tướng Liễu Môn lại phản quốc. Hắn lâu ở nơi khác, tự không biết người này thuộc nghịch đảng Lưu Kính, lúc này đã trở thành đào phạm. Trương Phương Mông vừa kinh hãi vừa tức giận nên lập tức suốt đêm xuất binh, hy vọng bắt sống Tần Trọng Hải đưa về trại cũng tiện tranh công trước đề đốc giang dực. Đại quân tiến đến chân núi, Đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa phía trước, có người đánh tới, Trương Phương Mông ra lệnh cho quân dừng lại chờ đợi, một lúc sau, chỉ thấy hai đại hán cưỡi ngựa tới, họ nhìn theo ánh lửa, hai người này đến một mình, không có binh lính đi cùng. Trương Phương Mông thầm cười, hóa ra chỉ có hai kẻ cướp, ta còn cố gắng huy động, dẫn đại quân tới đây, thật sự là buồn cười. Hắn lắc đầu quát, chúng quân nghe lệnh. Dẫm hai kẻ ngông cuồng này thành bùn lầy quân lính hét lên, cầm lấy dây cương, liều chết lao về phía trước. Khi đại quân đến, Tần Trọng Hải là người đầu tiên ra tay, hỏa tham nhất đao, phóng ra, gió lớn ập đến, khoảng 10 tên lính đầu tiên lập tức nã ngựa, sợ tới mức đại tiện tiểu tiện cả ra ngoài. Trương Phương Mông chấn động, lúc này mới tỉnh hung hãn dị thường, chính là mãnh tướng hàng đầu của liễu ngang thiên năm xưa Tần Trọng Hải, không thể coi thường. Lập tức vội vàng ra lệnh, mọi người dừng bước bố trí thế trận thật tốt rồi nói tiếp chúng quân nghe được hiệu lệnh cuống quýt rút lui tần trọng hải cũng không đuổi giết chỉ dừng lại đứng tại chỗ quát trương phương mông ngươi có nhận ra ông nội của mình không trương phương mông phỉ nhổ một tiếng quát tần trọng hải lớn mật kẻ gian tặc phản quốc như ngươi vô sỉ hạ lưu như vậy sao dám gọi tên của ta tần trọng hải mắng họ trương nếu đã từng nghe qua tên ông nội ngươi thì phải biết lợi hại đến mức nào. Lão tử chỉ muốn giết Giang Sung và cầu huynh đệ Giang Phái, không muốn giết các võ nhân vô tội các ngươi. Mau lui về, nếu không thì đừng trách vợ mình thành quá phụ. Trương Phương mông hừ một tiếng, nghĩ đến quá khứ của Tần Trọng Hải, trong lòng cảm thấy sợ hãi, quay đầu nhìn kẻ thù, nhưng chỉ có hai người canh giữ ngọn núi, trong lòng lại cảm thấy coi thường, tiểu tử này ngày xưa tuy rằng võ dũng, hôm nay trong tay vô binh vô tướng, xem hắn có thể dở trò gì. Ta hôm nay nếu không nhân cơ hội bắt sống người này, thì khi nào mới có được công lao này? Trường phương mông sát khí đã định, lập tức cười lạnh nói, tần trọng hải. Ngươi là kẻ vô pháp, tụ tập trên núi phản loạn, đây là tội chu di cửu tộc, trong lòng nếu còn có hầu ra nhà ngươi, hãy mau chóng đầu hàng, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây nghe ba chữ liễu ngang thiên tần trọng hải toàn thân run rẩy hắn nghĩ không xong rồi ta là liều mạng như vậy làm sao có thể quên hầu gia lần này khởi binh tác loạn còn truyền danh tính ra ngoài hầu gia chắc chắn bị chịu liên lụy thoáng chốc mồ hôi lạnh chảy xuống lại có ý muốn rút lui nhìn thấy hắn biểu tình kỳ quái lý thiết sam vội vàng phi ngựa tiến lên thấp giọng nói tần tướng quân chủ tướng tùy tiện lui bước Huynh đệ Sơn trại chết không có chỗ chôn. Tần Trọng Hải hít sâu một hơi, vội vàng bình tĩnh lại, thầm nghĩ, Lý Trang chủ nói đúng, lúc này huynh đệ đều do ta dẫn dắt, thù nhà chưa báo, oán cũ chưa xong, sao có thể quản việc ngoài thân? Hầu gia căn cơ thâm hậu, có cách sinh tồn của riêng mình, vậy tại sao ta phải lo lắng? Hắn nghĩ thông suốt điểm này, lập tức hét lên, "Họ Trương, ta khởi binh tạo phản, thuần túy là hành động cá nhân." không có nửa điểm liên quan đến liễu hầu gia đừng ở đó nói nhảm nữa bây giờ ta hỏi ngươi một câu ngươi có lui binh không trương phương mông cười lạnh nói ta mang chức trách trên người làm sao có thể rút lui ngươi mau đầu hàng đi kẻo lại chết trong loạn quân hắn thấy tần trọng hải không nói lập tức hét to nói tam quân nghe lệnh tiến lên giết địch người hô ngựa hí hai bên đã muốn khai sát Tần Trọng Hải giơ đao ngang trời, trong bầu trời đêm dài vô tận, tựa hồ nhìn thấy bóng dáng của mình đang chiến đấu vì triều đình năm xưa. Lưỡi đao hướng chém vào tên đầu sỏ bên địch, rốt cuộc muốn chuyển hướng Trung Nguyên đại địa. Nhất thời trong lòng lại có chút bàng hoàng. Hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: Ông trời à hát ông trời, ta thật sự muốn làm phản triều đình. Trong lúc mê mang, quân triều đình tràn tới. Lý Thiết Sam ầm ý điên cuồng gào thét, giờ cao thanh thiết kiếm lớn, tức giận nói, chết. Thoáng chốc đã lao thẳng về phía kẻ địch. Tần Trọng Hải thấy ông động thủ, không chút do dự, lập tức cưỡi ngựa tiến vào trận địa địch. Trương Phương Mông thấy hai người bọn họ lao về phía mình như không muốn sống, lập tức cười nói, Tần Trọng Hải, dù ngươi có dũng cảm đến đâu, làm sao có thể ngăn cản nhiều binh mã thế này? Người đâu, giết! đại quân vây kín hung hãn lao tới hai người tần lý tần trọng hải chạy như bay về phía trước dung mạo tựa như tử thần lạnh lùng nói ai cản đường ta sẽ chết đau lớn chém ra ngọn lửa đỏ lóe lên nhất thời đầu người bay lên tất cả binh lính phía trước đều đã chết chỉ còn lại hàng chục cái xác không đầu ngã xuống ngựa chúng quân sĩ thấy hắn võ dũng phi phàm đều vội vàng lui ra phía sau lý thiết sam hét lên muốn chạy trốn Đầu dễ dàng như vậy. Thiết kiếm chém ra, một phó tướng dơ thiết trùy lên chắn. Nhưng thiết kiếm uy lực kinh người, chém người đó thành hai đoạn ngay tại chỗ. Thanh kiếm này tàn bạo khiến quân địch phải rút lui trong sợ hãi. Trương Phương Mông vừa kinh hãi vừa tức giận, hét lên, người đâu? Mau mau bắn tên, giữ đội hình. Hàng trăm cung thủ ngựa từ phía sau chạy ra, mũi tên bay ra, bắn thẳng vào người hai người họ. Tần lý hai người võ công tuy cao, nhưng không thể chặn được dòng loạn tiễn trên chiến trường, vùng vũ khí để chắn giá, khó có thể tiến xa hơn. Trương Phương mông cười hét lớn, cho dù hạng vũ còn sống, cũng không thể ngăn cản binh mã thiên hạ, tần trọng hải, ngươi nhận chết đi. Ra lệnh một tiếng, đội kỵ binh dùng cung tên che chắn tấn công trước, đội hình thành đội hình giáo, dũng cảm tiến về phía trước. Giữa tiếng vó ngựa ầm ầm, người ta có thể nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo của hàng ngàn ngọn giáo dài gần 10 thước. Ai bị đánh chúng chắc chắn sẽ chết. Cung thủ ở xa không ngừng bắn tên, mũi tên rơi như mưa. Tần Trọng Hải và Lý Thiết Sam tuy võ học cao cường nhưng cũng không tránh khỏi nguy cơ bị trọng thương khi va chạm trực diện với hàng nghìn binh mã. Tần Trọng Hải ra chiến trường đã lâu, tự biết lợi hại trong đó, lập tức vung đao chặn lại, lớn tiếng nói: Lý Trang chủ chúng ta mau rút lui. Lý Thiết Sam đáp ứng một tiếng, phất mạnh ông tay áo, quét sạch những mũi tên bay bắn thẳng về phía trước. Sau đó ông quay người phi ngựa, vội vàng bỏ chạy theo hướng sườn núi. Tần Trọng Hải cầm đao cản phía sau, vừa thấy giáo giải lao tới, lập tức nắm lấy cán giáo, giữ chặt, sau đó dùng toàn lực đẩy lùi, dùng nội lực giết chết ba bốn người tại chỗ. Các binh sĩ còn lại không dám tùy tiện đoạt công, Tần Trọng Hải cũng lợi dụng tình thế mà chạy lên sườn núi. Trương Phương Mông thấy tướng giặc bỏ chạy, lập tức cười nói: "Hữu dũng vô mưu, uổng phí ngươi xuất thân từ triều đình, không bằng một sơn tặc." "Mọi người đuổi theo cho ta, ta sẽ đích thân trói tên này về kinh." Quân đội hò hét đuổi theo lên sườn núi. Mắt thấy Tần Lý hai người tách nhau chui vào bãi cỏ, bộ dạng như chạy trối chết. Trương Phương Mông cực kỳ vui sướng cười nói, Tần Trọng Hải a hát Tần Trọng Hải, dưới trướng các ngươi chỉ có mấy tên trộm, sao dám khiêu chiến triều đình. Nghe nói ngươi trí dũng song toàn, ta thấy còn không bằng chó má. Trong tâm thế đắc thắng, hai ngàn quân mã dọc đường lên núi, chọc ngoáy các bụi cỏ, muốn đuổi Tần Trọng Hải ra ngoài. Đuổi theo vài dặm, đại quân đã ở sườn núi, nhưng Tần Trọng Hải tựa hồ đã biến mất không dấu vết. Trương Phương Mông nhìn con đường núi tối tăm, thấy rõ nếu muốn tìm ra người này, cần phải tìm kiếm rộng rãi trong núi, có lẽ sẽ mất hơn 3 đến 5 ngày. Trương Phương Mông trong lòng phiền muộn, chỉ muốn mau chóng bắt được người này, cao giọng quát, "Tần Trọng Hải, ngươi thua rồi, mau ra đây, đừng giấu lòi đuôi ở đó." Hắn hô một lúc lâu vẫn không thấy ai, lập tức sửa miệng kích tướng, "Tần Trọng Hải, đừng làm rùa đen rụt đầu." mau lăn ra đây cho ta, hai ta đơn thương độc mã, một trọi một thế nào? hắn biết tần trọng hải tuyệt đối không dám ra ngoài khiêu khích, cho nên cùng môn khiêu khích để sau này có thể khoe khoang với người khác. trương phương mông không thấy có người đáp lại, lập tức cười nói: thức thời a à, thức thời, tần trọng hải, người cũng biết võ công của ta lợi hại, cũng không tính là kẻ ngốc. đang lúc hắn đang tự mãn, chợt nghe trong rừng một người cười nói trương phương mông ngươi muốn đấu với ta đúng không mau tới đây trương phương mông nghe ra là âm thanh của tần trọng hải nhất thời kinh hãi quát mọi người mau bắn tên bắn cho hắn thành tổ ong vò vẽ tần trọng hải rúc vào trong rừng cây cười nói đồ khốn khiếp không phải muốn một mình đấu với ta sao sao lại hối hận rồi trương phương mông mặt hồng tai đỏ lớn tiếng nói mọi người mau mau bắn tên không cần để ý tới người này. Chúng quân tốt nghe vậy, lập tức dương cung cài tên, bắn về phía phát ra âm thanh. Tần Trọng Hải lúc này đã xuống ngựa, chỉ né trái phải, thần pháp linh động, cung tên không thể bắn trúng hắn. Trương Phương Mông tức giận nói, thằng nhóc chết tiệt. Hắn lập tức dẫn đầu truy đuổi, khi chạy vào trong rừng, nghe được trong rừng có tiếng kêu, hét lớn, đồ ngu. Người trúng kế rồi. Theo đó là tiếng cười vang lên khắp nơi, dường như có vô số binh mã mai phục. Trương Phương Mông ngạc nhiên, run giọng hỏi, "Có phục binh?" Tần Trọng Hải từ xa hét lên, "Vô nghĩa, nơi này không có phục binh, chẳng lẽ còn có tiệm cơm sao?" "Tiểu tử ngốc, người chết chắc rồi." Trương Phương Mông sửng sốt, cố gắng muốn quay ngựa bỏ chạy, trong chớp mắt ánh lửa nổi lên bốn phía, khiến mọi người thậm chí không thể mở mắt. Lúc này, những ngọn đuốc lần lượt được ném ra từ hai bên, một số thuộc hạ bốc cháy, la hét liên tục, đại quân hoảng loạn giải tán, binh lính hoảng sợ hét lên, có bẫy. Tặc tử đã giăng bẫy. Trong đêm tối tùy tiện tấn công là hạ sách trong binh pháp. Trương Phương Mông lần này mạo hiểm lên núi, quả nhiên đại bại. Hắn toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, ai? Người ta nói Tần Trọng Hải cáo già xảo quyệt, quả nhiên như thế. Hóa ra hắn có nhiều quân mã, lúc trước lại lừa gạt ta, thật đáng giận. Trong cơn hoảng loạn, chỉ muốn nhanh chóng xuống núi để thoát thân, lập tức phóng ngựa chạy như bay, quay đầu bỏ chạy. Đi chưa đến trăm thước, lại vang lên một tiếng hét lớn, một vị tướng quân từ bãi cỏ ven đường lao ra, người này đầu chọc, chính là hạng thiên thọ. Chỉ nghe hắn quát, cẩu quan lớn mật. Có hạng thiên thọ ta đây, còn dám lên núi gây rắc rối. Đến đây nạp mạng đi. Thấy ánh lửa lóe lên sau lưng Hạng Thiên Thọ, không biết còn có bao nhiêu phục binh. Trương Phương Mông kinh ngạc nói, nơi này cũng có mai phục. Nhìn thấy Hạng Thiên Thọ đánh tới, thuộc hạ không còn tinh thần chiến đấu, chỉ muốn chạy trốn càng sớm càng tốt. Toàn quân không kịp quan sát, đều lũ lượt bỏ chạy, đường núi đông đúc chen chúc. Hạng Thiên Thọ lại không đuổi theo mắt thấy chúng quân đi xa chỉ dừng chân lại thả họ đi đại quân vội vàng lui lại không sau một lúc lâu lại nghe một tiếng gầm lên một nữ tử từ trong rừng đi ra trong vẻ đẹp ẩn chứa một chút trí khí thô bạo chính là ngôn nhi nương còn chưa kịp nói gì phi tiêu đã bay tới bắn liên tiếp hơn mười người trương phương mông kinh ngạc nói cái quái gì vậy rốt cuộc tần trọng hải có bao nhiêu người ngôn nhị nương phi tiêu liên tục đã buông tay đại sát, trong ngọn lửa sáng rực, những con dao thép còn từ trong rừng thò ra để giết người, không biết có bao nhiêu ngàn người đang mai phục trên núi. Toàn quân đều hoảng sợ, nhưng không ai dám dừng lại chống trả, chúng quân cúi đầu phi nước đại, chạy thẳng về phía con đường xuống núi. Trên đường chạy loạn, nhiều người ngã xuống đất nhưng không ai dám dừng lại cứu viện. Lúc này quan binh đã là quân lính tan rã, mỗi người phía sau tiếp trước chỉ nghĩ sớm chút xuống núi. Trương Phương mông sợ đến mức tè ra quần, khó khăn đi được tới cuối, đã ở chân núi không xa, Trương Phương mông thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, thật nguy hiểm, dù sao mưu kế của Tần Trọng Hải cũng không tốt, vẫn cho ta tránh được một kiếp. Hắn vội vàng tăng cường thúc giục cương ngựa, lao nhanh ra ngoài, quân sĩ sau lưng hò reo ầm ĩ, cũng dùng hết sức bỏ chạy. Thấy đoàn quân muốn chạy trốn, Chợt nghe thấy tiếng động lớn từ bãi cỏ ven đường, cáp bất nhị, Đào Thanh, Âu Dương Dũng của Nộ Thương Sơn đợi ở đây đã lâu. Mọi người dùng hết sức hét lên, hàng chục người đẩy ra một khúc gỗ lớn chặn đường, gỗ bốc cháy ngùn ngụt, chặn đường xuống núi. Trương Phương Mông nhìn thấy lửa lớn, nhanh chóng giữ chặt lấy con ngựa của mình, đang định trốn thoát theo con đường mòn hai bên, đột nhiên nhìn thấy quân bại trận của mình đang kéo đến như thủy triều, Trương Phương Mông cả kinh nói: đằng trước có lửa mọi người đừng xô đẩy nhưng mọi người đang hoảng loạn làm sao biết dừng lại hai nhóm binh mã trước sau va vào nhau nhiều người còn sống lăn vào đống lửa hét thấu thiên địa trương phương mông hét lên mọi người đừng đâm vào đừng đâm vào nhưng mãnh lực đẩy tới đã đẩy cả hắn và ngựa vào đống lửa cả người trương phương mông đều bị đốt cháy chết thảm không nói nổi giữa tiếng kêu gào thê thảm quân đội phía sau vẫn tiến về phía trước, hàng trăm người ngã vào đống lửa, cuối cùng cũng dập tắt được đám cháy, phía sau loạn quân liền dẫm lên xác chết chạy ra, kỷ luật toàn quân không còn sót lại chút gì. Mắt thấy tình thế đã định, tần trọng hải dương đao hét to, toàn bộ huynh đệ nộ thương sơn nghe lệnh. Tiến lên giết địch, mọi người cầm vũ khí lao xuống núi giết sốc, chỉ có hơn trăm người, khí thế lại như thiên quân vạn mã, tướng quân triều đình đã chết, quân sĩ nản lòng, quân số tuy đông hơn gấp 10 lần nhưng nghe thấy tiếng hét đều bỏ chạy, không ai dám dừng lại một giây, trong phút chốc mặt đất phủ đầy xác chết, tử thương thảm trọng. Đám người hạng thiên thọ đuổi theo ra ngoài, trong đêm đen chợt thấy nơi xa đen nghìn nghịt, tiếng vó ngựa ầm ầm, hình như có đại quân đang đến. Tàn quân của Trương Phương Mông bỏ chạy về phía trước và chạm với quân chủ lực đang tiến tới, nghe thấy những tiếng la hét liên tục trong bóng đêm, trong phút chốc đầu người lan loạn, hàng trăm loạn quân bị giết ngay tại chỗ. Các vì sao mờ nhạt, quân địch xông tới như sấm sét, kim giáp khôi bạc, danh tướng tiền hô hậu ủng, trước mặt chủ soái không quân trang, nhưng lại khoác trên mình một bộ áo quan, thần sắc cực kỳ lãnh khốc trầm ổn. Tần Trọng Hải sừng sốt, lập tức nhìn xung quanh, nhưng nhìn thấy từ xa một đội quân mãnh liệt, như thủy triều đánh úp lại, trong đêm tối, giặc dương cao một lá cờ lớn, bên trên viết chữ xanh tần trọng hải nhìn thấy rõ ràng chính là năm chữ giang đề đốc thiểm cam đang quan sát chợt thấy một hòa thượng cưỡi ngựa chạy tới bộ dạng cực kỳ chật vật chính là chỉ quan hòa thượng bỗng nghe ông hét lên thiểm cam đề đốc giang dực đích thân dẫn năm vạn đại quân tới đang hướng về phía sơn trải mọi người hãy nhanh chóng rút lui lên núi giang gia tam huynh đệ huynh trưởng sớm chết giang sung là người thứ hai Giang Dực là người thứ ba, cả hai đều là thuật sĩ quyền mưu thâm trầm âm hiểm. Lúc này Giang Dực dẫn đầu hơn vạn quân, quân chủ lực đã tới chân núi, xem ra Trương Phương Mông chỉ là lính canh từ tiền tuyến, chết cũng không đáng tiếc. Hai bên cách xa nhau vài dặm, tùy thời đều sẽ tiếp chiến, quân địch phi nước đại, nhưng rất có trật tự, Tần Trọng Hải ở trong triều đã lâu, biết Giang Sung có thể chống lại Liễu Ngang Thiên là dựa vào đội quân tinh nhuệ này. Tần Trọng Hải toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hét lớn, mọi người nhanh trở về núi, đừng đánh bừa. Mọi người biết lợi hại, tự không dám chính diện nghênh địch, lập tức quay ngựa vội vã trở về núi. Phần này đến đây là hết. Nếu yêu thích bộ truyện, mong bạn để lại bình luận hoặc theo dõi các phần tiếp theo. Kênh cũng mong nhận được bình luận của các bạn giới thiệu các bộ truyện hay muốn kênh thuật hiện.